nó dễ biết quá ấy. Quá dễ biết luôn đấy. Chị chạy nữa. Ơ Phương ơi, em kẹp cao cao lên chị, đẩy máy cao lên. Không phải đẩy mà. Ý là kẹp đẩy cái máy cao lên, đúng rồi, đúng cho nó dí vào cái nút phone. Chỉnh sang đây. Ao. Chị đã đau chị mới phải nhờ. Này, nó cứ làm sao ấy, toàn không được một mình, không được một mình. Có một đứa mình nói bắt nó hiểu ý mình luôn. Chào Mỹ Linh nhá, hello Mỹ Linh. Mọi người ơi, phát lại nhá. Phát lại chẳng nhẽ xả luôn, khỏi tặng, nó cả cổ. Mọi người đẩy view cho em lên 150 người này. Lên 150 người cho em sẽ xả hàng với giá cực kỳ rẻ luôn. Hầu hết là rẻ từ 50 cho đến 150 nghìn trên một sản phẩm, gọi là xả lỗ nhá. Em xả lỗ luôn nhá mọi người nhá. Ngày hôm nay xả lỗ luôn. Đây là áo nỉ kẻ. Lấy chị một cái, chị đau lưng thật. Không thể cúi nổi người luôn, đau quá. Đây, xem có phải này không? Cho em rút luôn tập trong này ra đi, xem còn bao nhiêu cái. Đây, rút cho chị tập trong này. Hôm nay sẽ xả với giá cực kỳ rẻ luôn. Sản phẩm nào cũng được rẻ, tối thiểu là 30 nghìn, nhiều nhất là 150 nghìn. Tôi có bầu lâu rồi ông Thiên Quỳnh ơi. Chị có bầu à? Em chào chị Thương Lưu. Em chỉ cam kết là những chị từng mua hàng nhà em mà hôm nay không mua thì cực kỳ phí. Đấy là váy em ơi, váy. Màu màu trong là váy. Hôm nay em xả cực kỳ rẻ luôn nhá. Xả toàn bộ luôn này. Nếu mà chị nào mà không xem thì thật sự đảm bảo là tiếc hùi hụi luôn. Mấy hôm nữa sẽ có váy bầu nhá. Hôm nay không bán dạ tình yêu ơi, hôm nay chị xả thẩm cẩm. Nói chung là bạn nào hôm nay không xem thì quá là tiếc luôn. Xe 5 nhóm. Ghim bình luận cho chị với. Mọi người chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em này. Sao mãi có 54 người xem là nào. Nào chia sẻ live stream cho em. Bởi vì mỗi người chia sẻ vào năm hội nhóm, lát nữa em sẽ tặng một sản phẩm váy không đồng, cộng với em sẽ bán cho mọi người mức giá cực kỳ ưu đãi luôn nhá. Có thấy Linh Gia nhá, Linh Gia ơi, có thấy Linh Gia này. Có 3 lượt chia sẻ. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em này. Chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em. Không ở đâu mua được cái giá rẻ hơn nhà em đâu ạ. Hôm nay riêng bao giá toàn bộ luôn. Không ở đâu với giá rẻ hơn nhá mọi người nhá. Không ở đâu với giá rẻ hơn đâu ạ. Hôm nay mà các chị không tranh thủ mua thì thật sự là quá phí luôn. Quá là tiếc luôn đấy mọi người nhá. Mọi người chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em nhá. Chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em này, có thấy Linh ra nhá. Mãi có 5-6 người là nào. Nào mọi người chia sẻ tiếp tục đi ạ, tiếp tục chia sẻ đi. Có 54 lượt chia sẻ thôi. Các chị chia sẻ nhá, mốc lên 150 người thôi rồi em sẽ chơi game tiếp. Tặng áo không đồng xong em sẽ xả hàng. Ok không ạ? Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em thế nào. Ôi 48 lượt chia sẻ không, là tôi chia sẻ 15-20 lượt rồi không ạ? Chào Hoàng Linh, cho chị trái nước ơi. Nhưng ai đã chia sẻ thì comment là đã chia sẻ để em ưu tiên chốt quà tặng cho các chị nhá. Mọi người này. Và em đang mặc, em không bán đâu ạ. Mọi người chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em nha. Chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em này. Ê ôi, tại sao các chị cứ chốt tranh nhau của người khác, các chị lại hủy đơn đấy nhở? Này sao cứ cho chúng mày một trận bây giờ. Dạ mới rồi gấp vào chứ cứ vứt tinh tang tinh. Chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em nha. Chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em này. Em sẽ tặng một sản phẩm, đó là một chiếc áo khoác len đi. Mi lấy cho chị với, chị là chị không lấy, chị không cúi được lưng rồi. Đang đau cả chỗ xương. Tặng một chiếc áo khoác len kẻ nhá cả nhà nhá. Nhưng ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ đi ạ. Cái áo này bảo gấp từ 3 ngày trước rồi. Chả ai gấp vẫn ở đấy. Túi quay kia có. Đang thừa ở túi kia cho cũng được, sao đâu em. Đúng là chỉ được. Nhưng mà bóc ra bao nhiêu? Chắc chắn là thừa. Rồi ok, bây giờ em sẽ tặng này.
chơi mini game tặng con khoác len. Tặng con khoác len nhá, bắt đầu vào mùa xe xe lạnh rồi, tặng con khoác len kẻ này. Tặng con khoác len kẻ này với giá 0 đồng cho những ai đã chia sẻ livestream vào 5 nhóm và comment, và comment nhanh nhất chữ số trên tay em nhá. Trên tay em là một tờ tiền. Em sẽ cho gợi ý này. Đây là một, bây giờ chị em mình thôi rồi, đoán hai chữ số cuối đi nha. Đoán hai chữ số cuối đi nha. Đây là một con số nằm trong khoảng, nằm trong khoảng từ 20, từ 20 cho đến 65 nhá. Đây là một con số mọi người nghe ghi kỹ này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 20 đến 65. Nhanh tay comment cho em nay, em chơi nhanh tặng nhanh vì hôm nay bán xả hàng, cũng không có nhiều thời gian để bán. Nên sẽ bán thật là nhanh, chơi thật là nhanh, tặng tặng thật là nhanh nhá. Bởi vì nhà em nói rồi, ngày nào lên quay livestream cũng tặng quà cho mọi người luôn. Chị vào từ 20 đến 65 à? Đây là một con số nằm trong khoảng, chia sẻ với chị nhá. Từ 20 đến 65. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 20 đến 65. Nếu mọi người không muốn bị ẩn comment thì nhanh tay chia sẻ và tương tác với livestream của em nhá. Mọi người sẽ nhận được chiếc áo khoác len với giá 0 đồng. Cái khoác len này có trị giá là 160.000. Mận nhận được với giá 0 đồng nhá mọi người nhá. Chị Phùng Hồng 32 size, chị Phùng Hồng 56 size, Thiên Lý 60 size. Khi chia sẻ vào 5 nhóm mọi người được đoán 5 lượt. Khi chia sẻ vào 5 nhóm mọi người được đoán 5, đoán 5 lượt nhá mọi người nhá. Khi chia sẻ vào 5 nhóm mọi người sẽ được đoán 5 lượt ạ. Khi chia sẻ vào 5 nhóm sẽ được đoán 5 lượt nhá cả nhà nhá. Chị Dương Thu Thủy ơi 31 size, Mai Liên 52 size. Đây là một con số nó khoảng từ 20, từ 20 này, từ 20 cho đến 65. Ok chưa ạ? Một con số là số cuối của series tờ tiền nằm trong khoảng từ 20 đến 65. Chị Thúy Phượng ơi 55 size, Dương Thu Thủy 31 size nhá. Chia sẻ vào 5 nhóm chỉ được tính là 5 vào 5 lượt thôi ạ. Chia sẻ vào 5 nhóm chỉ được tính là 5 lượt thôi nhá cả nhà nhá. Hôm nay sale rẻ, sale đẹp, ai không mua thì cực kỳ tiếc luôn này. Ai không mua thì cực kỳ tiếc luôn nhá cả nhà nhá. Cực kỳ tiếc luôn, đã nói là cực kỳ rồi đấy, nhấn mạnh lắm rồi. Nha mọi người nhá. Mọi người chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em nhá. Chia sẻ livestream mạnh tay để không bị ẩn comment, để không bị ẩn comment này. Ok chưa ạ? Em sẽ dùng hai máy đọc bởi vì nhiều khi là nó sẽ bị ẩn ở trên máy đó đó. Chị Hoàng Linh 33 44 đều sai nhá Hoàng Linh nhá. Thúy Phượng 34 sai, Yến Linh 20 sai. Dương Thu Thủy ơi 57 sai này. Nguyễn Phương Anh 39 sai, Mỹ Mon 62 sai. Em sẽ cho tiếp một gợi ý. Khi view lên 200 người cho em này, sao tụt view ấy nhỉ? Mạng mủng có nét không? Ok, đây là một con số từ 20 cho đến 65. Những chị vào sau thì nhanh tay chia sẻ livestream vào 5 nhóm. Chia sẻ livestream vào 5 nhóm cho em nhá. Nhanh tay chia sẻ livestream vào 5 nhóm. Chia sẻ 5 nhóm được đoán 5 lượt. Ok chưa? Chia sẻ 10 nhóm được sẽ đoán được 10 lượt. Và đừng quên một lần trên trang cá nhân là yêu cầu tối thiểu để chơi game nhá. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân là tối thiểu để chơi game ạ. Ok chưa? Chị Kim Thu ơi 64 size nhá. Đây là một con số nó khoảng từ 20 cho đến 65 cho em này. Chị Đinh Thu Thảo ơi 65 size, Yến Linh 59 size, Hoàng Linh 51 size, chị Lan Thương ơi 40 size nhá. Yến Linh 59 size, Nguyễn Phương Anh 49 size, Lan Thương 40 size. Nào sao lại chỉ thấy có từng đấy người là thế nào nhỉ? Tại sao lại chỉ thấy có từng đấy người nhỉ? Ok, em cho gợi ý luôn. Em sẽ cho gợi ý luôn cho nhanh này. Là một con số lẻ từ 20 cho đến 65 và là một con số lẻ. Từ 20 cho đến 65 và là một con số lẻ nhá. Chị Phan Mương bảo chị không nhận được cuộc điện thoại nào. Phan Mương không giấu. Từ 20 cho đến 65 cho em nhá. Hôm nay không có thời gian chơi game nhiều nên em gợi ý luôn. Gợi ý luôn, chị nào may mắn thì nhận được quà cuối tuần của bên em nhá. May mắn thì nhận được quà cuối tuần của bên em. Hôm nay không có thời gian chơi nhiều đoạn nên các chị comment nhanh cho em này. Chị Như Quý 21 size, chị Dương Thu Thủy 41 size, Loli Kiều Anh 39 size, Duyên Nguyễn 23 size. Nào là một con Thiên Hí 45 size. Là một con số lẻ nằm trong khoảng từ 20 cho đến 65. Số lẻ quá ngắn luôn, quá ít luôn nhá. Như thế là quá ít rồi ạ. Từ 20 cho đến 65 và là một con số lẻ nhá cả nhà nhá. Từ 20 cho đến 65, Hoài Hana ơi 33 size, gần đúng thôi nào. Như Quý 29 size, 29 size nhá, Như Quý nhá. Thùy Trần 27 size. Nào các chị ơi, hôm qua có một chị được tặng chiếc áo dạ của bên em, nhưng mà không làm đủ thời lệ. Bởi vì khi trúng rồi mới thoát ra chia sẻ là bên em sẽ không tính đâu ạ.
các chị phải chia sẻ luôn trong lúc chơi game. Tức là sao? Chia sẻ xong mới vào chơi game mới được tính là đúng hợp lệ nhá. Còn những chị trúng rồi mới chia sẻ bên em không tính luôn, tặng cho người khác luôn đấy ạ. Chị Lan Thương, chị Lan Thương, Lan Thương vừa comment số bao nhiêu kia? Chị Lan Thương 30, 35 sai, Thủy Trần 39 sai, Duyên Nguyên 45 sai. Nào các chị ơi, em cho tiếp một gợi ý này. Nhỏ hơn 40 là số lẻ. Vừa lấy gợi ý từ 20 đúng không ạ? Thì bây giờ là con số từ 20 đến 40 phải là một con số lẻ. Nhanh cho em đau cổ quá rồi nên muốn mọi người chơi nhanh, tặng nhanh này. Từ 20 cho đến 40 và là một con số lẻ nhá. Từ 20 cho đến 40 và là một con số lẻ cho em ạ. Tặng một chiếc khoác len này. Từ 20 đến 40 và là một con số lẻ. Ok chưa? Từ 20 đến 40 và là một con số lẻ. 27 sai, 21 sai. Phương Anh 39 sai, gần đúng rồi nào Phương Anh ơi. Gần đúng rồi nha, gần đúng rồi nha. Ok, đã có bạn comment đúng rồi, em ghi cho chị comment của bạn Mai Liên. À đâu? Ở đúng không? À không không, Mai Liên sai nhá, mình nhìn nhầm. Mai Liên 27 sai. Mai Liên 27 sai, Hoài Hana 39 sai. Sorry, Mai Liên là 27 sai. Ok, xin chúc mừng chị Lê Hoàng Hải Yến này. Số 37 nhá, em ghi comment chị Lê Hoàng Hải Yến, 37. Số 37 này cả nhà này. Em ơi, em dơ chị với chị đau lưng quá chị không phải được. Dơ chị số 37 com, ghi comment chị Lê Hoàng Hải Yến. Nhìn thấy không? Đấy, ok, bị chói đấy. Em ấn vào màn hình, đúng, ok. Số 37 nhá, xin chúc mừng chị Lê Hoàng Hải Yến này. Chị Lê Hoàng Hải Yến để lại số điện thoại cho em nhá. Chị nếu chị phải chia sẻ đủ nhá, chia sẻ đủ và số, bằng số lượt comment của chị nhá. Chị Lê Hoàng Hải Yến này. Cảm ơn Trần Thị Lan Anh, thank you tình yêu. Ôi bạn này vừa dục ship hàng đúng không nhỉ? Đúng không? Ok cả nhà ơi, hôm nay em sẽ xả hàng cực kỳ rẻ luôn. Nếu chị nào không mua trong live stream này, kết thúc live stream em bán trở về giá cũ. Không có giá sale đâu ạ. Và chỉ áp dụng cho ai đã chia sẻ live stream thôi. Cái giá này chỉ áp dụng cho ai đã chia sẻ live stream nhá. Đã chia sẻ live stream này. Ok kéo nỉ kẻ này. Hôm nay xả với giá là 85.000 một chiếc nhá. Cái nỉ kẻ này xả với giá 85.000 một chiếc này. Em còn khoảng 3-4 chiếc xả nốt nhá. 85.000 một chiếc, hôm nay em xả cắt mẫu luôn nhá. Cái áo nỉ kẻ này, chất nỉ da cá, xả với giá 85.000. 85.000 nhá. Ốc em ơi, chị không thấy comment của em luôn này. Cái áo em mặc xả với giá 85.000, chất nỉ da cá được kiểm chất thoải mái trước khi nhận luôn. Ai lấy áo em mặc comment là 85k kèm số điện thoại. Và những chị nào đã mua cái áo này thì comment chất lượng cho em đi ạ. Xem là hôm nay chất lượng có ok à, xem cái áo này chất lượng có ok không để mọi người yên tâm mua hàng nhá. Áo này nhà em bán ra khoảng 700 chiếc rồi và chưa khách nào có một sự phàn nàn gì về chiếc áo nỉ kẻ nhá. Riêng mã nỉ kẻ này em chạy hơn một tháng nay 700 chiếc bán hết bay luôn nhá. Ai lấy áo em mặc comment là 85k kèm số điện thoại này. 85k em rút áo chị nhá. 85 chị lấy cái này. Ok chị Lê Hoàng Hải Yến một cái này. Áo đẹp đây chị nhận được. Ok chị Nga Thanh Hằng này, em cảm ơn chị Nga Thanh Hằng. Cái áo này giá 85.000 quá là rẻ cho mọi người luôn. Thời tiết mùa thu này mặc cực kỳ hợp lý luôn nhá. Áo này thì ai mặc cũng hợp, cân nặng từ 60 cân đổ về. Vậy em mặc không có bán nhá chị ơi, em chỉ bán áo thôi ạ. Vậy em mặc không bán nhá. 85.000 có ai chốt không ạ? Có ai chốt không ạ? Áo này quá rẻ luôn, có những bạn mua 2-3 chiếc mua cho cả nhóm mặc luôn nhá. Chị Xuyên Chân một chiếc 85k này. Ai lấy comment là 85k kèm số điện thoại cho em. Nhớ là chia sẻ live stream để mua hàng với giá ưu đãi. Kết thúc live stream quay trở về giá ban đầu nhá. Phương Suri 1 chỉ còn 3 cái thôi. Phương Suri, em ơi cẩn thận nhầm về váy nhá. Phương Suri 1. Áo combo 79.000 hình như còn một combo cách cửa hàng sao nhỉ? Chỉ còn áo kẻ thôi, chỉ còn áo kẻ ở trong combo thôi ạ. Đây là chỉ còn cái áo kẻ ở trong. Còn hai cái áo phông kẻ trong combo nhá, chất cực kỳ đẹp. Chị nào mà lấy combo hai cái áo kẻ này em để 75.000 nhá. 70.000 luôn. Combo hai cái áo này 70.000. 65 cân mà cao trên 1m6 thì vừa nhá, đây này. Mình này, mặc còn thừa rộng, nói chung là cái áo này là form là form rộng ạ. Ok chưa ạ? Cái áo này nhá, combo hai cái áo kẻ giống hệt nhau này, giá 70.000, chia ra là 35.000 một cái, thật sự là bán em không lãi. Em lỗ cực kỳ nhiều luôn, riêng con áo này bởi vì bị khách out.
30 70.000 cả combo. Ai lấy comment là combo 70k, combo 70k cho em nhá. Combo 70k kèm số điện thoại này, còn một đúng một, đúng một luôn. Đúng một set luôn. Cái áo nỉ nhé mặc còn ai chốt không ạ? Cái áo nỉ nhé mặc còn ai chốt không ạ? Áo cái áo nỉ nhé mặc nhá. Giá 85.000, ai lấy comment là 85k kèm số điện thoại nhá. 85k kèm số điện thoại. Bây giờ em sẽ xả một ít váy len nhá. Xả một ít váy len này. Một cái áo len nâu với giá 99.000. Chị nào lấy comment là 99k nhá. Hôm nay thật sự là em đang bị đau lưng nên là không thể. Chị xuyên chân lấy combo có đâu rồi. Em sẽ xả len này, 99.000, hôm nay len chủ yếu là dưới 100.000 cho em nhá. 99k. Cam kết chất cực đẹp. Thôi rồi, xả luôn con đầu tiên này 80.000. Ai lấy comment là AL80K kèm số điện thoại cho em nhá. AL80K và đừng quên là chia sẻ live stream. Không chia sẻ sẽ không có tính đâu ạ. Hôm nay em đang bị hơi bị đau lưng, mọi người thông cảm. Nên là không cúi lên cúi xuống mặc thử cho mọi người nhiều được. 80.000 con này khoảng 50, à tầm 60 cân đổ về mặc vừa nhá. Ai mua len nhà em rồi rồi thì biết. Hôm nay mà không mua thì thật sự là quả là tiếc. Bởi bình thường những cái len này nhà em bán 140, 150 là chuyện bình thường. Chuyện bình thường nhá mọi người nhá. 80k, 80.000 con len này nhá. Màu nâu tây. Chui vào con này đẹp dã man mà không ai chốt nữa thì quá phí này. Tay bo nhá, tay bo cho em nhá. Tay bo cho em này. Chưa bao giờ em xả áo len giá rẻ mà em mặc đâu. Em inbox cho mấy chị khách quen vào xem đi. Mua bán nha. Đây nhá, cái áo len như em mặc này 80.000. 80.000 nhá. Chị Lam Phong này. 80.000, ai lấy comment là AL80 80k. Chất len cực kỳ đẹp luôn, em cho mọi người kiểm chất thoải mái luôn nhá. Không lại sợ là cái áo len giá rẻ thì chất không ra, không ra cái gì, len free size nhá chị ơi. Không phải là len chất không chất giá rẻ mà chất không ra gì đâu ạ. Cái váy len cổ lọ này, váy len cổ lọ này. Váy len cổ lọ xả 120.000 luôn. Xả 120.000. Ai lấy comment là 120k. 120k kèm số điện thoại cho em. Hôm nay không mặc thử nhá. Giá quá rẻ rồi, bình thường mấy cái váy này toàn bán 170, 180. Bị khách ao dốc thì em bán sale thôi. 120.000 nhưng mà con váy len 55 cân đổ về thôi. Chả hiểu sao nhỉ, livestream hay chán thế. Bán đắt thì mọi người tranh nhau mua, nhưng hôm bán nguyên giá toàn 2 lít thì tranh nhau mua. Bán sale rẻ thì không ai chốt là như thế nào. 120.000 này. Cái váy len này nhá các chị ơi. Em đố các chị mua được ở đâu với cái váy len chất như thế này. Với giá 120.000 nhá, em khẳng định luôn nhá, toàn cái Hà Nội luôn. Váy em mà không bán khổ lắm cơ, có hỏi váy đang mặc. Không bán mà, mình trả lời nhiều lần lắm rồi. Cái váy len này, cái váy len màu ghi này nhá, 100.000. Ai lấy comment là váy len 100k em inbox cho mấy chị khách quay vào xem đi. Bán nó nhanh, bán rẻ vẫn thường. 100k. Em không chị Phương Anh ơi, 100k hôm nay em xả toàn đồ kiểu dạng như là bị khách ao ra ấy, hôm nay em xả thôi. 100.000 này. Váy len 100. Váy len 100k em inbox đi, bảo các chị vào xem đi để chị quay. Đỡ mất công. Mấy chị mà hay mua thì các chị biết rồi. Em cảm ơn chị Thanh Huyền nhá, thank you chị yêu. Thank you chị yêu, mọi người chờ một chút nhá. Bởi vì em không biết phải bán cái gì cho mọi người thích nữa. Có thể là hôm nay gu đồ này không hợp với các với 200 người đang xem. Chờ em một chút. Em cảm ơn chị Thanh Huyền, thank you. Nhưng mà cái nỉ đấy của chị là hàng độc mà. Em bảo cả một kiện nó có một con này, một con đấy thôi. Con đấy, nhưng mà em chụp ảnh con đấy lên không đẹp. Bởi vì ở kho em chưa để máy là. Em cảm ơn chị Phương Anh. Chị Phương Anh nhận gì á? Chị Phương Anh mua ấy. Chị Phương Anh không chắc có lấy gáo vét không? Em ở Hà Đông nhá. Em ở Hà Đông ạ. Hôm nay là ngày quay live stream và nhận feedback hay sao ấy. Cái set vét, em ơi, chị tưởng cái set vét này không chết, chị bạn nào chốt rồi. Ao ạ, ao chả hiểu sao ấy, mệt nhở, cứ chốt tranh của người khác thôi. Set vét này xả 99.000 này. Set vét này xả 99.000 nhá, set vét kể. Cái váy này là có quần ở bên trong này. 99.000. Đây nhá, đây ạ, nó có cái quần ở bên trong, cái váy 99k.
Em ơi, xong inbox chị Nabu hả? Xem đơn đơn của chị định như nào? Đơn này lâu lắm rồi đấy. Đây nhá, giá là 99k set này. Set vest 99.000. Hôm nay chị không thành công rồi. Hôm nay chị lại bị hãm rồi. Set 99k, ai lấy comment là set 99k này còn duy nhất một set 52 cân đổ về cho em nhá. Set vest 99.000. Mọi người ơi, nếu mà mọi người qua shop mua hàng thì sẽ không được mua giá sale đâu. 99k Duyên Nguyễn. Bởi vì ở shop mình đang không chạy sale nhá. Cái len hồng này 99.000 luôn này, ai lấy comment là AL99K. Mọi người kiểm tra thoải mái nhá. AL99.000 mình khẳng định luôn là cái áo này không ai nghĩ mọi người mua giá 99.000 đâu ạ. AL99K đây là xả hàng khách ao nhá. AL99K. Nhưng mà chị ơi, cái đấy form suông mà 48 cân mặc thoải mái luôn chị ạ. 48 cân mặc cái áo vest thoải mái luôn. Tí em sẽ cho mẫu mặc thử lên cho chị xem. Đã hãm rồi mọi người, làm hoàn. AL đã 99k mọi người ơi, mọi người chờ đến khi nào mới mua len nữa. Trời bắt đầu vào mùa lạnh rồi. Set 99.000 còn không? Xả nốt đi, có mấy khách chốt rồi mà chị không tìm được. Đây nhá, cái váy len xanh này, hình như mọi người không thích mua len ý. Chị thế khách đấy còn không? Mình cứ lẫn đi. Cái váy len này xả với giá là 110.000 này. Váy len cổ pha ren nhá, 110.000. 110.000 này nó hơi bị nhăn bởi vì em để đồ lắm thôi. Còn một à? Còn một set 99.000 này chốt cho ai đấy? Hoàng Linh Vest. Vest 99 nhá. Hoàng Linh Vest, đưa cho Vest hồng với chị xả. Đấy, con Phương ấy, nó tìm như không mà. Chán quá. Đây này, thừa mấy cái túi liền. Xả cái set vest này nhá. Vest này thì khoảng 55 cân đổ về cho em đi cho chắc chắn. Thực ra là như em 57 cân mà cao 1m62 thì vừa. Nhưng mà tùy, có những chị thấp hơn thì các chị phải đo chiều cao thấp xuống nhá. Set này hôm nay em xả 129.000. 129.000 này một cái quần và một cái áo vest hai lớp. Áo vest hai lớp nhá. Áo vest hai lớp, không phải hàng một lớp đâu. Xả 125.000 luôn. Thực ra là len thì nó co giãn, dễ mặc cực kỳ luôn chị nhá. Cái này nhá. Cần thiết em gọi luôn cho mấy chị ý. Đây nhá, bởi vì là bình thường những cái kia mà sale rồi các chị nhá chốt không mà tranh nhau. Cái set này nhá, cái set này xả 125.000. 125.000, ai lấy comment là 125k, ở ngoài là màu hồng vỏ đỗ nhá. 125k. Kèm số điện thoại giùm em. Vest bao gồm một áo một quần này 125.000. Nguyễn Văn Chi lấy set vest 100, em xả 125.000 thôi đây, còn mấy set xả nốt nhá. Nguyễn Văn Chi 125k. Set vest kẻ caro hết rồi bạn ơi. Nguyễn Văn Chi để lại số cho em với chị ơi. Ok chị Bùi Hoàng Phương Anh, một set vest này không lấy áo kẻ áo vest thì nó kìa. Thì vứt số đây tí chị bán. Chị Bùi Hoàng Phương Anh một này, bây giờ em còn 3 set thôi. Còn 3 set đúng không? Còn 3 set là hết nhá, 3 đúng không? Thế là set vest Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh Huỳnh Thư một này. Áo chấm bi còn nhá Thu ơi. Áo chấm bi còn. 50 cân vừa set vest rồi nhá chị nhá. 50 cân vừa. Cái set này em còn 2 set này. 125.000 một set, thật sự là bình thường 125.000 chưa mua được cái áo khoác vest đâu ạ. Bởi vì cái khoác vest là hàng hai lớp, không phải hàng may một lớp nhá. Mà chất của nó cực kỳ dày luôn này các chị này. Chất cực kỳ dày dặn luôn, không phải hàng mỏng tèo tèo đâu ạ. Set vest này nhá, 125.000, còn hai set thôi. Ai lấy nốt comment là 125k. 125k kèm số điện thoại. Một set hồng ấy. Áo kẻ nó kìa. 60 cân cao mét bao nhiêu chị ơi? Cái áo nỉ vàng này, xem size gì?
Áo nỉ vàng size L, nhưng mà con này chỉ tầm size M, cũng mặc được rồi. Size L chị nào lấy em để 99.000 luôn nhá, nỉ lót bông 99.000, đây là hàng Quảng Châu nhá. Còn đúng một cái 99.000. Ai lấy comment là nỉ 99.000. Em hôm chủ nhật tuần trước chị có đặt áo len đen, hai tay bạ vải hoa chị. Chờ gộp đơn nhưng không gộp được. Em gửi cho chị nhé. Chiến hồ mộng như là đơn ở bên ao sen. 99.000 Minh Minh này. Còn đúng một cái luôn, 99.000 Minh Minh nhá. À đây còn một set vest kẻ 99.000 này. Còn một set vest kẻ 99.000, vừa đây bạn nào chốt hụt nhỉ? Set vest kẻ 99.000. Ai chốt hụt đây ạ? Ai lấy set vest kẻ 99.000 comment là vest kẻ kèm số điện thoại nhá. Set vest kẻ 99.000 em còn một. Em chắc là em vài hôm nữa chị ạ. Em chờ thêm hàng rồi em mới quay, bởi vì nhà em quay gần hết rồi. Set vest 99.000. Bạn Trang Supi ở đơn nhá. Trang Supi lấy vest này. Set vest kẻ nó hơi bị nhân nhá, về bạn giặt giũ phẳng giúp mình, bởi vì là để ở đây nó lẫn nó đè đồ lên ý thì nó không tránh được. Một con nỉ mũ màu đen trơn này. Màu đen trơn xả 59.000 một cái. Xả 59.000 một cái nhá, nỉ mũ màu đen còn mấy cái. Em vào đây bới chị với còn mấy cái đấy. 59.000 cái nỉ này nhá. Cái váy len kem chị bin bon ben mà 56 cân không vừa đâu chị ơi. Cái nỉ này xả 59.000. Đây này, cái túi có một, còn một tập cơ. Nỉ đen có mũ nhá, 59.000. Con này là em xả nhá. Đây này có mũ này. Mũ hơi bé. Không phải, đấy là chân váy nhìn là biết thế này. Cái tập của ngay đây này, còn một tập chị khẳng định luôn, chị chắc chắn là còn một tập nữa. 47 cân vừa váy lên kem đấy, chờ em một tí. Đây này. Áo nỉ đen nhá. Có ai lấy cái áo nỉ đen em đang mặc không ạ? Nỉ đen trơn này. Ai cũng cần thôi ạ. Màu đen này thì cực kỳ dễ mặc. 59.000 là quá rẻ. Giá này xả lỗ rồi nhá, 59.000. Cái này là do em đang mặc cái chân váy, các người không nhìn. Vest đen á? Ai lấy nhỉ? Kiều Trăng Dinh à? Đây này. Cái nỉ màu đen này cực kỳ dễ mặc. Các chị mặc cái quần thể thao nó sẽ hợp hơn nhá. Còn như em mặc là đang mặc kiểu không hợp. Thôi rồi xả 55.000 luôn nhá. Ai lấy comment là 55.000 kèm số điện thoại đây, 28. 55.000. Ê ơi, màu đen của nó không bắt cam nhỉ? Nhìn nó không nổi ấy. Màu đen này dễ mặc mà. Chẳng nghe cho mỗi đứa một cái mặc làm đồng phục. Gì cơ? Nỉ đẹp mà. Nỉ cũng dễ mặc. Khoác giò hết hàng nha bạn nhá. Khoác giò hết hàng. Nỉ Hàn Quốc 89.000 một chiếc này. Nỉ Hàn Quốc 89.000. Ai lấy comment là 89.000 kèm số điện thoại nhá. Này, cho mọi người xem chất này. Chất cực kỳ đẹp luôn ý đây. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá, 89.000 một chiếc, quá rẻ cho một cục tình một cáo nỉ. Con này khoảng 58 cân đổ về mặc ok luôn. Tôi cứ hỏi áo dã nhở. Đây là em đang mặc lồng một cái váy và em đang bầu nhá. Đây, áo nỉ vàng này, em đang bầu. Em đang bầu, bụng khá là to. Giá là 89.000 một chiếc nhá. Ai lấy comment là nỉ Hàn kèm số điện thoại. Nỉ Hàn chỉ có màu vàng thôi ạ. 89 chị sờ tinh dâu 1. Chị sờ tinh dâu 1 nhá. Tinh dâu này. Còn ai lấy cái này không ạ? 89.000 kèm số điện thoại cho em nhá. Form cực kỳ đẹp, chất cũng đẹp luôn. Khẳng định với mọi người luôn, hàng này về chất quá đẹp. 89.000. Sao lại dư một cái ra nhỉ? 89.000. Các chị ơi, ôi cái màu hồng bẩn ở trong túi này. Cái set vest này nhá, em trả 125.000, còn một set màu đen nữa này. Màu đen đó. Ô, màu đen mà vứt cho chị đó. Đó. Còn một set màu đen này, tôi giữ cho một quần đó. Ừ.
Đây nha, set Tết còn một đen và hai hồng. Một đen và hai hồng này, 125.000. 125.000 một set. Ai lấy comment giùm em 125k kèm màu. 125k set vest 2 lớp có quần nhá. Set vest 2 lớp có quần. Ai lấy set vest comment là 125k, set vest này 55 cân đổ về ok. Hồ Ngọc Huỳnh Thư lấy set vest đen này, có đơn chưa? Bạn vừa lấy cái gì đó? Bạn set hồng. Em ơi em lấy cả hai hay là Hồ Ngọc Huỳnh Thư là lấy cả hai hay là lấy một đổi ra hả em ơi? 125.000 nhá, 125.000. Màu đen em hết rồi ạ, chỉ còn màu hồng thôi ạ. Em chỉ còn màu hồng nhá. Em chỉ còn màu hồng thôi. Chỉ còn màu cho chị cái len vằn. Cái len cổ lọ vằn này xả 120.000. Len cổ lọ vằn này nhá, là dáng váy á, cái này không phải dáng áo, dáng váy. 125.000 à, xả 120.000 nhá. Thực ra là mình không mặc lên được nên mọi người không nhìn được form. Hôm nay mình cũng đang bị đau lưng không đúng. Đau cả lưng. Đây nhá, chất len đây này. Chất len cực kỳ đẹp mà chỉ có 120.000 thôi, bình thường đi mua cái này không đến 200.000 mới là lạ. Dáng váy nhá, dài chấm gối luôn đấy. 120.000. Váy đang mặc không bán nhá. Set 125.000 nhá, lương mi ơi. Set vest là 125.000, cái váy này 120. Ai lấy comment là 120 kèm số điện thoại giùm em. Thì tôi không quay ra ông ơi. Chị pin bon bon lấy này, pin bon bon để số cho em nhá. Pin bon bon để số cho em này, em xả cái len tour luôn này 99.000. Em nói thật với các chị nhá, bình thường riêng cái len này nhà em toàn là giá 150, 160. Béo béo 150, 160 chứ không có giá như hôm nay đâu. Hôm nay là xả hàng này 99.000, không lấy thì quá tiếc luôn, chất len đẹp lắm. Con này là dáng len tour, các chị phải mặc một cái quần sóc dạ bên trong cho em nhá. Cái này 99.000 này, ai lấy comment là 99k kèm số điện thoại cho em. Con này form từ 56 cân đổ về. Vừa, chị Lương Thủy ơi, 50 cân cao 1m6 vừa. Chị Lam Phong ơi, em đang xả rẻ lắm, em vứt cho chị lại đồng len vào đây. Chị Lam Phong ơi, xả hôm nay xả rẻ lắm, chị vào mua đi. Ôi, một con khoác len ép màu đỏ này 99k, chị Lam Phong đấy, biết ngay mà. Các chị vào mua quen nhà em rồi thì sẽ biết là chất và giá tiền hôm nay em bán rẻ mức như nào. Con khoác len này, con khoác len màu đỏ chất len ép nhá. Vứt cho chị cái đồng len vừa nãy vào để chị bán này. Đây nhá, con khoác len màu đỏ này chất len ép. Bình thường mấy con này phải bán, các shop phải bán tầm 250 nhá, nhà em cũng phải bán 250. Ở ngoài shop là bán 250.000. Hôm nay chị nào lấy em để với giá 170.000 nhá. 170.000 các chị cứ nhận hàng đi rồi sẽ biết là nó dày đến mức như nào. 160.000 đi cho nhanh, 160.000. 160.000, xếp vét không có quần dài đâu ạ. Cái này 160.000 kẻ khóc lên. Không. Mấy chị đau lưng rồi. 160.000 cái khoác len em đang mặc nhá. Len nhá, các chị ơi đây là len ép nhá. Các chị nhìn này, nó dày như thế này cơ mà. Không phải cái hàng mỏng tèo tèo đâu. Nếu bây giờ không mua thì em không hiểu các chị chờ đến khi nào để mua nữa. Không biết là chờ đến khi nào để mua nữa. Cái áo len nâu xả 80.000 luôn này. Áo len nâu 80.000. Ai lấy comment là 80k nhá. Đây cái tay nó này. Nó là tay bom như này nhá, tay bom này. 80k set vest không có sai lương mi nhá. 80.000. Ai lấy comment là 80k kèm số điện thoại cho em. Cái len đỏ để lại em ơi. Không bán nữa, chị không bán được thấp hơn nữa chứ. Giá nó quá rẻ. Cái váy len này 99.000 này. 99.000 nhá. 99k, ai lấy comment 99k kèm số điện thoại. Em thề hôm bán váy len toàn 180, 190, 220 chốt ở mầm. Đây nhá. Cái váy này 99.000. Set vest 55 cân cao mét bao nhiêu chị ơi? Các chị cứ đọc mỗi cân rồi lúc này em tư vấn về bảo không vừa rồi bảo là tại bên em. Bởi vì là sao? Các chị 55 cân và cao mét 6 nó khác với 55 cân, cao mét 55 đấy ạ. Nó khác nhau đấy ạ. 99 chị Lam Phong, đây nhá. Cái quần này. Cái eo trên của quần này nó rơi vào khoảng 70 cao mét 63 55 cân vừa chị nhá. Em mét 63 57 cân vừa. Eo trên là bảy mấy em nhỉ? À, eo trên từ 70 cho đến 75 là vừa nhá. Đây
Đây nhá. Set vest này 125.000 này. Set vest này 125.000. 125.000 nhá, nó còn 2 set màu hồng. 125k, đưa cho chị cái quần này. Ai lấy comment 125k kèm số điện thoại cho em. 125k nhá. Chốt vest Hiền Thu. Chị đo eo trên cho em cho chuẩn nhá, về lại bảo không vừa. Em cũng chỉ đo được eo cho mọi người thôi, còn nó tùy tạng người nữa. Cũng khó bởi vì đây là hàng free size. Con khoác lên màu ghi này. Khoác lên màu ghi. Bin bon ben này set vest 125.000. Có một cái vest bị bẩn áo đây em ơi. Đây nhá. Nó có cái đai ở sau này. Nó có cái đai ở sau. Con này chỉ size M thôi nhá, chất len này. Trời thế nhở. Chất len ép nhá, dày cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy con này em để 130.000, xả nhá. 130.000. Ai lấy để 130.000 nhá. Ai lấy comment là 130 kèm số điện thoại, bởi vì em mặc cái váy trong khá là bồng nên mặc lên nó rất là khó. 130k. Em ra em đẩy chị chút lên. Khoác chị Tố Loan. Hello chị Tố Loan. Một con len tím lông này. Một con len tím lông vạt lệch nhá, xinh cực kỳ luôn. Xinh cực kỳ luôn, 99.000, xả nhá. 99k. Ai lấy comment là 99k kèm số điện thoại. 99k để đẩy ra đây chứ. 99k kèm số điện thoại giùm em nhá. 99.000 này, con này mà mặc đi bốt cho em thì cực kỳ đẹp, màu tím khoai môn. Cái này các shop bán ít 178. Em ơi, cái này cho bọc ở đâu chị? Em chào chị Vivo. Đây nhá. Con len màu tím này. À con len màu nâu này. 99k. 99k chị ở Ban Giang. Ban Giang 99k nhá. Đây ạ. Con len này cũng xả luôn. Xả luôn nhá, 110.000. À 99.000 luôn. Đây bên trong nó hơi bị sần này. Nhưng mà nó là bị mặt ở bên trong, còn bên ngoài thì cực kỳ mịn luôn. Đây. Bên ngoài chất len cực kỳ mịn luôn nhá, đây ạ. Bên trong nó hơi bị sần này. Nhưng bên ngoài các chị xem chất này. Ok chưa ạ? 99.000 luôn. Ai lấy comment 99k nâu. 99k nâu này. 99k nâu nhá. 99k nâu, con đấy size SM. 99k nâu. Em váy len màu mận này, 110.000, con này bán quá rẻ. Đây ạ, chất len này. 110.000. 110.000 nhá, cực kỳ đẹp luôn này. Cực kỳ đẹp luôn, màu mận 110.000. Ok, đấy là ai chốt rồi. 110.000 110 chị Mỹ Dung. 99k nâu chị Lam Phong kìa. Mỹ Dung 110.000. Con len này cũng siêu đẹp luôn này. Cũng siêu đẹp luôn, 105. 105.000, ai lấy comment là 105k nhá. Chất đẹp lắm. Chất đẹp lắm luôn, không phải hàng linh tinh em mang ra bán đâu, em xả để cho nó rộng chỗ, chật quá rồi. 105k nhá. Nên là chị nào mà quen mua nhà em thì hôm nay mua quá là hời luôn. 105k. 105k. Hello Lan Anh. 105.000 này, con này có hai cái túi nhá. Các chị mặc cổ sơ mi cực kỳ đẹp luôn. Cho chị cái len nâu ấy. Chị Ban Giang này. Cái áo len nâu này nhá. Cái áo len nâu này. Áo len nâu xả 80.000. Em nói thật con này đẹp lắm. À đâu, xả 85.000 chứ, sorry mọi người nhờ, em nhầm. Tay bo này, đây là xả với giá là xả rẻ như cho để ship hàng luôn nhá, không giữ đơn nhá. Đây, 85.000. Chốt đi các chị ạ, chất con len này mềm, yên tâm. Em không có tư vấn sai cho mọi người đâu. Con len nâu tiếp này, bị nhăn quá, để lẫn. 99k đỏ là cái gì? Thì có cái nào 99k đỏ.
con len màu nâu này này. Chị đã thấp hơn em mặc thành dáng váy nhá. Đây. Ê, con nâu đẹp rồi sao không ai chốt được, chị nó đẹp thật mà. Nâu đẹp mà chất lên đẹp. Bán rẻ vãi trưởng. Vừa quay em yêu ơi. Vừa quay một lúc. Quay đồ xả xả linh tinh. Đây nhá. Cái này chất lên em này, 120.000. Quá rẻ cho một cuộc tình, 120.000. Em cao 1m6. 120.000 nhá, 120.000. Ai lấy comment là 120k, con này dáng chữ A nhá. Form khoảng 52 cân đổ 52 cân đổ về cho em này. Form khoảng 52 cân đổ về nhá. Con len ghi à, con len ghi tua rua nhá, 80.000. Ai lấy comment là 80k kèm số điện thoại. Cho lên đây. 80k kèm số điện thoại nhá. Khổ lắm cơ, cái này là khách chốt hết rồi xong hủy ra chứ. 80k. Kèm số điện thoại cho em nha. 80k cái đây, con này cũng là khách chốt xong hủy này. No 120 chị Ban Giang. Cái váy chất lên ép. Đây nhá, con len đỏ này. Len đỏ, 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 đỏ đen này, 99.000. Len đỏ đen 99.000 nhá, ai lấy comment là đỏ đen 99k. 80k là cái gì đấy? Chị Quyết Thủy để số điện thoại cho em nhá. Em cam kết chất cho mọi người kiểm chất luôn. Chị Quyết Thủy để lại số cho em này. Đây nhá. Đen đỏ 99.000, ai lấy comment đen đỏ 99k kèm số điện thoại. Đen đỏ 99k kèm số điện thoại nhá, khoác lên. Khoác lên này. Khoác lên này cũng 99.000 luôn. Ai lấy comment là khoác lên 99k. Hương Seri đỏ, đỏ đen 99 nhỉ. Chị Hương Seri khách quen đúng không, mua rồi. Ai lấy comment là khoác lên 99k giùm em nhá. Khoác lên 99k chất lên này. Lên mềm lắm. Khoác lên 99k. Nâu 85k của Trang Cổ. Đưa cái nâu đây chị hỏi lại. Ơ chị Quyết Thủy để số thôi mà. Chị Áo lấy khoác len 99 để số điện thoại cho em nhá. Đây ạ, à, Trang Cổ ơi, Trang Cổ lấy con nâu này đúng không? Con này đẹp lắm luôn, 85.000 thôi, khẳng định luôn. Trang Cổ mà lấy thì để lại số điện thoại. Khoác len 99, chị Dung Tam để số cho em nhá. Các chị cứ mua hàng kiểm chất thoải mái cho em, chất cực kỳ đẹp luôn. Con len màu ghi dáng váy này. Dáng váy luôn đuôi cá ở dưới nhá này. Dáng váy nhá. Trang Cổ để số đi. Út Viên cái gì đấy, trang cổ lấy đấy, cái gì đâu chị, trang cổ là cái nâu này này là 85.000. Khoác lên 99, chị đặng tâm không để số đúng không ạ, đưa đây chị quay lại. Khoác lên này chị đã lấy em để 95.000 luôn này, ai lấy comment là khoác lên 95k cho em nhá. Ồ, quá là chất đây. Chất đây các bà nhá, không phải chất xấu đâu. Đây ạ, à, khoác len này 95.000 đã bảo hôm nay xả hàng rồi. Không xả thì làm gì có cái giá này, khoác len 95k. Khoác len 95k cho em nhá. Khoác len 95k này. Cái váy len này nhá. Chị thấy bây giờ quay mình cười xuống nhất. Chị Đặng Tâm lại để số 95k cho chị Út Viên, chị Đặng Tâm ơi. Vừa nãy em bảo chị để số không để, em chốt cho chị Út Điên này, tí chị chốt cái khác cùng em nhá. Cái váy len này, cái váy len này 99.000, ok chưa ạ? Ai lấy comment là 99k cùng em, cái váy len đuôi cá xả 99.000. Ai lấy comment là váy len 99k nhá, VL 99k. VL 99k nhá, một con khoác len đỏ cực kỳ dày. Bán rẻ quá các chị cũng sợ là chất không ra gì, con này size L nhá, to lắm. Con này hả? Mỹ Dung ok. Đây nhá, con Mỹ Dung gộp cả máy lên. Cái con này em cũng xả luôn. Xả luôn 99.000 khoác lên nhá, nhưng mà size L. Chất thì cực kỳ dày, bình thường khoác lên này 2 lít cũng được, chất dày lắm. Con này nhưng mà nó là size to. ₩99.000 nhá. Size to đấy, chị nào to người và cao cao một chút mới mặc được nhá. 99k khoác lên. Chất dày lắm luôn các chị ơi, chất dày lắm luôn. Khoác len 99.000. Cái váy len nâu này nhá, lấy ra là 250.000 này. 250.000 em sale vào 190.000 cho chị nào lấy.
Sale còn 190.000 nhá, váy len lâu chữ A. Chân len ép này. Chân len ép nhá. Sale còn 190.000 này. Sale còn 190.000. Sale còn 190.000, váy này chị nào bầu bầu cũng mặc được này, bầu bé bé mặc được nhá, dáng chữ A mà. Con này quá đẹp luôn này, chị Mỹ Dung này. Thật, con này quá đẹp luôn. Hay để riêng tí chị mặc thử. Thôi chị vừa chị sẽ lấy. Bùi Thị Ngọc Ánh chốt. Một con ôi con này đẹp quá. Con len đen đẹp. Con len đen này cực kỳ đẹp luôn này. Các chị ơi, con len đen nó là dáng suông suông này nhá, ai cũng cần. Ai cũng sẽ cần một con len đen như này. Mặc quần legging các thứ cực kỳ dễ luôn. Cái này là 170 nhá. Em sale còn 130 cho chị nào lấy luôn này. Sale còn 130.000 cho chị nào lấy. Đây. Các chị ơi, form váy này mặc cực kỳ xinh luôn. Sale còn 130.000 nhá, đẹp lắm. Sale còn 130.000, chất len phê luôn. Sale còn 130.000. Chị nào lấy comment là 130 giùm em. Lan Lan. Lan Lan. Khoác len kẻ nhá. Khoác len kẻ này. Khoác len kẻ sale còn 80.000. Chị nào lấy comment khoác len 80. Khoác len 80 giùm em nhá. Khoác len 80 giùm em này. Khoác len 80 nhá. Áo len màu đen trơn này. Để em tìm chị ơi, thực ra là hôm nay em xả hàng em bốc được cái gì em quay ở đấy đấy. Cái này toàn là cá khách chốt rồi. Chị sau rồi là nào? Hả? Bạn ấy bảo chi sau rồi hay chị sau rồi? Chắc là bạn à? Áo len màu đen trơn này, form cực kỳ dễ mặc nhá. Đây là bụng em đang bầu, em mặc còn thế này nhá. Áo này chị nào lấy em để 99.000 này, chất cực kỳ đẹp. 99.000, ai cũng cần một cái áo như này, mọi người yên tâm mà mua. Ai cũng cần. 99.000. Chất len thì mặc xuống luôn, mặc chất đây là chất len mịn nhá, 99.000. Bạn chị 99.000 nữa chị nhá. Con len này chất cực kỳ đẹp, 99k đen, ai lấy để số á. Con len dáng váy này chị nào chốt cho em đi này, đẹp lắm luôn, 110.000 thôi. Đáng ra là 165.000. 99k đen của Mỹ Dung. Con này ra là 160, ít nhất 160-170 đấy ạ. Chị nào lấy em để 110.000 thôi này. Váy len nhá, có cổ pha dê này, màu xanh rêu. 110.000. 110.000 nhá, ai lấy comment 110k. Kèm số điện thoại. 110k kèm số điện thoại nhá. 110k kèm số điện thoại cho em. Nunina sao mà Nunina. Con len cổ V này cũng đẹp này, dáng váy này các chị ơi. Chất len đẹp lắm. 160 sale còn 120.000. Sale còn 120 nhá. Con này các chị mặc cho em một cái sơ mi cực kỳ đẹp nhá. Hoặc là mặc một cái áo giữ nhiệt màu đen, hoặc là màu trắng ở bên trong cực kỳ đẹp luôn, giữ nhiệt màu đen được nhá. Con này 120.000 này. Dáng váy nhá, đây là váy len màu này. Chất đẹp lắm. Chất đẹp lắm luôn. Chị Mỹ Dung chốt 120. Chị Mỹ Dung nhá. Cái len hồng dáng này này, 99.000, chất đẹp lắm. 99.000 nhá, chất này. 99k, ai lấy comment 99k. Ai lấy comment 99k. Chín mươi chín k này quá rẻ luôn, phải chốt tranh nhau ấy, rẻ quá. 99k nhá. Quyết Thủy để số cho em với chị ơi, Quyết Thủy có đơn chưa? Con len ghi này cũng giả 99.000 luôn này. Này chất này, các chị nhận được hàng loạt này nhớ feedback cho em nhá.
99.000. Quá đẹp luôn, xẻ vào nhá. Em trả đấy, 99.000. 99.000 nhá. Thì em sẽ lên mỏng cho mọi người. Ai lấy con ghi này, comment 99k ghi nhá. Nhầm. 99k ghi con hồng này. Lên hồng là chỉ size bé bé thôi nhá, chị nào to người không mặc được đâu. Lên hồng khoác cực kỳ dày, xả 120. Đây này các chị ơi. Mà thôi chị nào lấy em để 110.000. Ai lấy 99k đen? Ai lấy ghi 99 comment ghi 99 nhá này. 110.000 chất cực kỳ dày, chị nào mua này chỉ có hời thôi. Dày lắm, em mặc con này chật mà. Con này size bé bé thôi nhá. Chín chín ca ghi có ai lấy không ạ? Con này nhá, con khoác len này 110.000. Ai lấy con men là khoác len 110. 99k ghi chốt chị Mỹ Dung này. Con này chất đẹp lắm luôn này, dày nặng trình trịch luôn. Bình thường đi mua 2 lít cũng là ít. Con len màu ghi này. Ô, con vải len này xanh này chị ấy đẹp à? Cái áo len trơn màu ghi 80.000. Chất cực kỳ mềm luôn nhá. Đây là chất len, len kiểu hơi lông lông mà len mềm nhá. Chị mặc cái này chật đấy nhỉ. Con này chỉ tầm 50 cân đổ về cho em 80.000. 110.000 chị ban ra. Chị chắc chắn lấy hàng giùm em nhá chị nhá. Chắc chắn lấy hàng giùm em để em chốt đơn cho mọi người. Hôm nay em xả rẻ quá rồi, rẻ lắm luôn rồi. 80k hoa chu. Chắc là mày em nó nhảy comment chậm. Ôi con xanh này đẹp quá mà bị bẩn một tí rồi, sơ mi. Đây nhá, con len xanh pha sơ mi này. Nó hơi bẩn, anh em khẳng định là chỗ sơ mi là các chị giặt ra nhá, chắc chắn luôn, nó chỉ hơi một tí một vệt gạch ngang thôi. Chắc chắn giặt ra, chị nào lấy em sẽ để giá sale với giá là 90.000 để về giặt này. 90.000. Ai lấy con me là xanh 90. Ai lấy con me là xanh 90. Ơ Luna có ghi cái gì đâu nhỉ? Lunia ấy. Em không thấy comment đâu. Ô con xanh cái đẹp mà. 90 xanh Nunia. Đây bây giờ mình thấy Nunia. Nunia để số nhá. Này con này chất cũng đẹp luôn này. Chói quá. Màu hồng cam. Màu hồng cam nhá. Màu hồng cam này. Giá 95.000. Chị nào lấy comment là 95k. Màu này đẹp lắm. 95k. 95k nhá. Nunia để số điện thoại cho em ơi. 95k. Nunia luôn, để số đi bạn ơi, Nunia luôn ấy. Để số giúp mình nhá. Ôi con này hôm trước bán 150.000. Con váy len màu hồng nhạt này đẹp lắm luôn. Chị nào hôm nay lấy em để 120 thôi nhá. Chất đẹp lắm ấy. 120.000. Hôm trước bạn mẫu nhà em có mặc thử lên đấy, 120. Con này dài chấm gối nhá. Xẻ hai bên. 120.000. Chị nào mà tin em thì chốt con này, phải màu con này trong cam. Màu trong cam cũng đẹp, như ở ngoài là màu đẹp lắm. Bùi Thị Ngọc Ánh chốt 120. Chị Quyết Thủy sau mất rồi. Cái này hôm trước mẫu mặc thử đấy, ai thích xem live stream hôm trước. Con áo này xả 80.000 này, con này size S thôi nhá, bé tí. Size S xả 80.000, bình thường á, 80.000 không bao giờ mua được áo len chất như này luôn đây. Các chị thấy chất không ạ? Chất quá đẹp luôn. 80k ghi, ai lấy comment là 80k ghi cho em nhá. Ai lấy 80k ghi, comment là 80k ghi. 80k ghi kèm số điện thoại của em. 80k ghi kèm số điện thoại của em. Một con khoác len ép màu ghi. Một con khoác len ép này bình thường là 210.000. Hôm nay chị nào lấy em để 150.000 đi. Chất dày lắm luôn này, các chị nhìn thấy không? Dày lắm luôn nhá, 150.000.
Ai lấy con khoác len 150 thì comment cho em, bởi cái màu này rất là dễ mặc. Mặc một cây đen bên trong khoác cái này cũng được. Mà thôi, chị nào lấy em để 130.000 luôn cho nhanh. 130.000 nhá, quá đẹp luôn. Chất len dày lắm ạ. 130.000 này. 130.000. 130.000 chị Đặng Tâm mà, Đặng Tâm có đơn chưa? Để số cho em nhá, chị Ngô đấy là quá hời đấy. Về nhớ cứ bác cho em. Ôi giời ơi, một đống len, len màu vàng. Sao lại có cái len màu vàng ở đây? Một con khoác len màu vàng nhá. Cái cổ là bị toạc mất chỉ ấy, nhưng mà bên em sẽ khâu nhá, đây. Đúng là đường mép chỉ nhá, bên em sẽ khâu cho mọi người, chắc chắn là không lộ luôn. Đây, đúng đường mép. Bên em sẽ khâu nhá. Ôi, bị bẩn hay bỏng nhá. Hơi bẩn, một vết mờ mờ ở đây. Đây nha, em mặc thử lên cho mọi người coi, có nhìn rõ không nhá. Mặc buổi tối thì không làm sao, ban ngày thì sẽ bị hơi lộ. Đây, buổi tối mặc thì sẽ không nhìn thấy, mọi người nhìn thấy không? Ai lấy cái khoác len này em để 70.000 này. 70.000 nhá, chất len cực kỳ ok. Chị nào lấy để 70.000 nhá, là đã fix đấy. Ai lấy comment là 70k giùm em. Chị Nina chân kia để số chưa? 70k thôi nhá. Không lấy thì để bỏ riêng nhá, đi cho mỗi phí. Một con khoác len tiếp màu tiêu tiêu. Nunila lấy 70k. Cái đấy về giặt là hết đấy Nuni ạ. Con khoác len này nhá, con khoác len này 110.000. Ai lấy comment là 110k giùm em nhá, chắc chắn lấy hàng thì hãng chốt đơn nhá. 110.000. 110.000 ạ, qua lấy ạ. 110.000 cho em này. Ai lấy comment là 110k. Tố Loan 110. Con len đen này chất đẹp chưa các chị ơi? Mà con này xe thôi, xe thì hãng thiền chốt nha. Màu đen này thì chắc chắn là ai cũng cần này. 99.000, chất quá đẹp. 99.000 nhá, nó đang bám cái lông này. 99.000, để nhiều đồ đè lên. 99.000 nhá, con len đen này. Tay nó hơi bo bo. Tay nó hơi bo, có viền này. Chị Tố Loan đấy. 99.000 nhá. Tay nó có viền, các chị nhìn thấy không? Hơi hơi khó nhìn bởi vì nó là màu đen. Nhưng màu đen dễ mặc lắm ạ, ai cũng cần. Ai cũng cần nhá. 99k hoa nắng. 99k của hoa nắng. Ui. Con màu nâu là con này siêu phẩm luôn này. Cái lông này tháo rồi nhá. Lấy vào đây chắc bị khách ao rồi. Thánh nào không biết, Phương nào không biết. Bình thường mấy con nâu nâu lên ép này ha, toàn 250, 270 thôi cả nhà nhá. Hôm nay sale giá giật mình luôn này. Chờ em một chút. Ôi ôi, chị làm, chị tự làm nó bị rắc. Khoác len nâu này. Cái mũ này tháo được nhá. À cái lông mũ tháo được ạ. Đây đằng sau. Đằng sau này. Em này em sale còn 180.000, chị nào lấy comment là 180k. Con này quá đẹp. 180.000 nhá, khoác len 180. Khoác len 180.000 này, màu nâu đất. Khóa đây nhá. Chất này. Cực kỳ dày luôn, dày lắm luôn này. 180.000. Chị Quy Nguyên. Chị ơi đẹp lắm, con màu này. Cái lông này nhá, chị ơi về chị tháo được nhá. Đây là nó có cái cúc về, chị tháo được nhá. Ôi nặng lắm ấy, cái len này chắc phải cắt như nhỉ. Khoác len màu tiêu này. Khoác len màu tiêu 120. Khoác len màu tiêu xả 120. 120.000 nhá, màu tiêu 120.000. Chị đang lấy này, ở tay nó có cái màu vàng. 120.000 chất len đấy ạ. 120.000, ai lấy comment là 120. Ai lấy comment là 120 kèm số điện thoại giùm em. 120. Tâm Lan đây ngồi đóng hàng rất nghiêm chỉnh. 120 kèm số điện thoại nhá. Đấy, kể.
váy len cài đỏ này. Em chào chị Nguyễn à. Em ơi, cắm sạc cho chị ơi. Nó bị hết pin đây. Con len kẻ đỏ dáng váy 130.000 này. 130.000 chất cực kỳ đẹp nhá. Bình thường ít nhất phải tầm 160.000. Con len tiêu không ai chốt đấy. Con len khoác tiêu sơ 110.000 luôn nhá. Ai lấy comment 110 con khoác len tiêu. Con váy len kẻ này 130.000 chất cực đẹp. Nếu mà len các chị thấy 120-130 đắt ý thì các chị cứ chờ vào mùa mua xem chất len như này có được cái giá như vậy không nhá. Đây là váy len này, kẻ 130. Bình thường váy len bèo nhỏ nhất nhà em bán tầm 150-160 rồi. Con màu hồng này 99.000 nhá. Màu hồng 99.000 này. Màu hồng 99.000. Mấy con để lại cho hàng ạ. 99.000 nhá. Nó hơi bị nhăn. Con này cũng chỉ là thấp hơn em thì mà thành váy 99.000 nhá. Ai lấy comment là 99k. Hôm nay vừa lấy chị quay một ít nỉ sale đấy. Đây con khoác len này cũng 99.000 màu ghi. Đây là len lông 99.000. Đây có hai cái túi đấy. Màu ghi tiêu nhá. Màu ghi tiêu. Ai lấy comment khoác len 99. Khoác cái gì? Không bán nữa. Em đưa số điện thoại đây, em gọi đây. Chị bảo quay lại trả hàng, chị không bán nữa. Ai đấy? Lấy gì đấy? Em gọi đi. Chị bảo chị không bán nữa, bảo chị quay lại trả hàng đây. Đây nhá. Đưa đây, chị nói cho đưa. Quá rẻ luôn mà chả hiểu sao toàn lên ép. Rồi. Không em máy. Đây nhá, cái mã này 99.000 không ai chốt luôn. 99.000 con khoác lên. Trời ơi, rẻ quá, người dùng bận. Dành con. Ơ vật. Mua bán cái kiểu đấy chị không bán luôn, tính chị đấy. Không thích mấy khách đấy, mua thì mua, chả mua thì thôi. Cái váy len này. Cái váy len tím nhá. Xả 80.000. Nhưng mà có phải số này không? 80.000 nhá. 80k. Sao em lại đồng ý cho chị lấy hàng? Em không bán luôn, em bảo chị ơi thôi nhé, em hủy đơn cho chị, không phải lấy nữa, em không bán cho chị nữa, thế thôi. Đây nhá, con len tím màu tím khoai môn này. Xả 80k luôn nhá, 80. Ai lấy comment là 80k, mọi người thích xem thì mọi người comment đi ạ. Không nghe máy luôn. Nhắn tin hộ rồi chị ơi. Lạnh linh tinh, là trẻ con. chấm in bóc các bạn lại lên nhá, chị dùng chú vô bóc. Mấy khách thế lần sau em không phải bán, chị bảo rồi. Bảo chị ơi, em không bán đâu, chị đi về đi, không mất công. Cái len nâu dáng váy này, size S nhá. Len nâu dáng váy size S này, xả 110.000 luôn. 110.000. Em lấy áo len hồng. Đây em, có phải cái này không? Cái len hồng cổ đen đúng không đây? Cái len hồng cổ đen đây đúng không? Chất len cực kỳ đẹp luôn này. Đúng không ạ? À? Quỳnh Trang ơi, có phải cái này không? Có phải cái này không Quỳnh Trang? Để lại số nhá. Con váy len này. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Chị nào lấy em xả vía luôn. Vía hãm 100.000 luôn.
100.000 luôn, ai lấy comment là 100k mà xe hết thôi nhá. Bé bé người thì mặc được. Chất lên đây nhá, 100k. 100 nhá, ai lấy comment là 100k kèm số điện thoại. 100k kèm số điện thoại cho em nhá. Trời ơi em ơi, áo dạo chị. Này. Mấy đứa chúng mày. Quỳnh Trang để số nhá. Ok. Leno 100k của Ngọc Jenny. Ngọc Jenny 100 này. Quỳnh Trang để số lấy len 99 màu hồng kìa. Con len đen này nhá. Con len đen váy tay kẻ này. Xả luôn 110.000. 110.000 này, chất len cực kỳ đẹp, dáng váy nhá, tay kẻ. Ai lấy comment là 110k kèm số điện thoại. 110k kèm số điện thoại. Lần sau như thế bảo trả luôn em ạ. Không bán luôn ý. Bảo nhà em không cần. Thế thôi. 110k. Minh Bẹp 110k nhá. Chứ chẳng có khách nào nhưng chị ý cho nhà mình ra đây đúng không? Cứ kiểu chốt tranh chị ghét. Ghét là kiểu này thôi. Kiểu cứ chốt lấy chốt để ấy. Xong bắt đầu đấy. Con len đỏ chất ép này. Nhưng mà len đây nhá. Đây. Chất len này này, đẹp lắm luôn. Chị à, lấy em để 120.000. 120.000 nhá. 120.000. Ai lấy comment là 120k. 120k kèm số điện thoại cho em này. Chất đẹp lắm luôn. Các chị ơi, em bao giặt máy cho mọi người. Giặt máy thoải mái nhá. 120k. Phương em đẩy nốt trong kia ra chị ấy. Còn nhiều lắm. Tiếp một con váy len màu đen. Này, có hai cái thứ hai bên nhá. Váy len màu đen có hai cái thứ hai bên 99.000. 99.000, ai lấy comment là váy len đen. Váy len đen thì ai cũng cần. Đi bộ đen cái thứ cực kỳ đẹp. Cái chim nào quái chốt đâu. 99k, chắc các chị thấy đó. Bỏ hết lên đi, chị kìa, còn cái màu rêu rêu rồi. Chị Đặng Tâm, thế thì có đơn rồi. Áo len môi 99.000 luôn này. Áo len môi 99.000 nhá. Con này chất len ép dày á. 99.000. 99k nhá. Ai chốt comment 99k môi. Vết đen à. Đây. Còn một tập luôn này. 99k môi. Cái khoác len này chị áo lấy để 110.000 luôn nhá. Em thề luôn, chất đẹp lắm. Tại sao những cái chất đẹp thì mọi người không mua? Nhưng cái em bảo đẹp là chắc chắn nó đẹp. Chứ còn tính em chưa giờ là nói điêu để bán hàng cho khách đâu. 99k đen, ai lấy comment 99k đen giùm em nhé. Chị Phạm Hương là 99k màu đen hả chị? Set vest này em còn mấy set màu đen này, vừa tìm thấy một tập. Duyên Nguyễn, ok. Duyên Nguyễn lấy một cái nỉ đen 85.000 lúc đầu live stream ấy. Để gộp đơn gì ấy. Chị Phạm Hương lấy cái môi à? Chị Phạm Hương lấy cái đen môi này đúng không ạ? Cái chất len ép đúng không? Đây. Chị Phạm Hương lấy cái chất len ép này đúng không ạ? Chất dày lắm chị nhá. Chị Phạm Hương nhá, chị có lấy không ạ? Thanh Thanh lấy áo khoác len 110.000. Chị Thanh Thanh để số cho em nhá. Ok chị Phạm Hương. Set vest này xả 125.000 này, 55 cân đổ về cho chắc nhá. Mà tùy vào chiều cao cho em nhá các chị nhá. Eo trên là 70 đến 75 là vừa. Eo trên 70 đến 75 là vừa. Set vest này 125.000. Hàng hai lớp nhá. Hàng hai lớp có hồng và đen. Đây có cái quần như này. Đó, set vest này là 125.000. Ai lấy comment set vest kèm màu. Đây. Minh Bạch ơi, chờ chị một tí đây. Nó có màu đen nữa nhá, màu đen đôi bóc. 125.000. Đây là giá quá sale rồi, bình thường 125.000 chưa mua được cái áo khoác nhá. Chưa mua được cái áo khoác. 1m68, 57 cân vừa nhỉ? 1m68 mà cao này hết nhỉ? Eo trên cho em nhá. Cái áo vest này thì vừa. Nhưng mà cái quần này này, eo trên từ 70 đến 75 là vừa. Tức
là quần này nó vào eo trên của mọi người, eo chỗ này này, 70 đến 75 là vừa. Áo len tím cũng chất len ép luôn, 80k. Xả con này 80.000, có chữ nhá, màu tím kiểu tím khoai môn, sáng sáng một chút. Đây, à đợi sâm thấp một chút chứ quên. 80k. Không chưa còn đầy gì kìa. Cũng bán hết này đấy. Khoác len hồng. Con này size ML nhá, size bé không mặc vừa đâu. Ôi hơi bẩn đấy. Bẩn đấy. Đúng đồ đi từ thiện luôn. Ôi con len này đẹp đấy, chất len Motogi. Các chị ơi, mát này. 1m6 52 cân vừa set vest. 1m6 52 cân vừa nhá các chị ơi, mát này xịn chưa? Set vest có đen và hồng. Đây. Set vest có màu đen và màu hồng như này nhá. Con này quá đẹp luôn này, chị nào lấy em để này các chị có nhìn thấy hàng đinh đinh không? Chất len Motogi chị nào lấy em để 99.000 luôn nhá. Ai lấy comment là đinh 99k. 1m50 50 cân không vừa chị ơi. Em đã bảo là các chị đo eo trên cho em với. Không đến lúc về rồi lại bảo là từng này cân nặng có vừa không, có thế nọ thế kia không. Nhá mọi người nhá. Đây 99.000. 99k đen Tố Loan. Con đen cổ lọ này. Chị Nguyễn Hòa, Nguyễn Hà một đen một hồng để số cho em nhá. Một hồng đi còn một à? Nguyễn Hà cho em số ạ. Chị đo eo trên cứ 70-75 chắc chắn lấy hàng nhãn chốt giùm em đỡ nhầm. Len cổ lọ này ai cũng sẽ cần, mặc quần legging mặc con len cổ lọ cho em. Bởi vì nó là dáng dài ngang ngang mông thì các chị mặc sẽ không sợ bị lộ vân quần ấy. Cái áo này chị lấy em cũng để 90.000 luôn cho nhanh. 90.000 nhá, cổ lọ màu đen để các chị mặc với lại áo dạ các thứ cũng rất là hợp lý luôn nhá, cổ lọ này 90.000. Ai lấy comment len đen 90k. Len đen 90k giùm em. Số chị Nguyễn Hà kìa. Gì đấy. Váy len cổ lọ màu xanh. Ôi. Cái về giặt chắc chắn da luôn. Cái về giặt chắc chắn da nhá. Kiểu nó hơi bị ẩm ấy nhỉ. Nhỉ. Cái này bị ẩm. Cái này nó bị ẩm này, nó hơi lên cái. Hay là hay mình vò đi. Lan ơi. À, chị có vò chị cái này à? Giặt đi là hết là không bị ẩm. Chắc là không chút chuyển hàng cũng mưa ấy. Váy len màu này nhá. Mỹ Dung lấy 90k. Vét hồng hết rồi đúng không? Tìm đây xem còn không? Còn đấy. Chị Cao Phương Thảo một set vét hồng này, Mỹ Dung lấy 90k này. Con váy len màu này nhá, quá đẹp luôn. Chị nào lấy em để 100.000 đi. Chất đẹp lắm các chị ơi. Con màu này thì quá dễ mặc rồi. Các chị mặc bên trong mặc quần tất đen cho em. Tôi nói mặc áo dạ rất là hợp nhá. Con này mặc quần xóc da còn tất đen này. Chất đẹp lắm. 100.000. Ai lấy comment là 100k. Kéo lên để mỏng mà. 100k. Ai lấy để số điện thoại nhá. Vét hồng em hết rồi, chỉ còn set vét đen thôi. Ôi sao vừa lấy chốt xanh vét đen à? À Tâm Lan ơi, kéo trong kia giặt chưa? Ờ không, cái này không phải là cái giặt. Ờ bộ vét. Bỏ đâu? Tìm trên kệ em kia còn vét hồng không? Váy kem be 100. Váy kem be 100k của Lan Lan nhá. Một con xanh xanh coban này. Xanh coban, chất cực kỳ đẹp luôn nhá các chị ơi. Chất dày lắm luôn, 80.000. Xả 80.000 nhá, size SM nhỏ. 80.000. Set vest đen mình bóc vào nhá. Em mới bóc vào thử cho các bạn xem chứ. Chị Lan Phong mấy gái rồi? Con chị Lan Phong mới có 3, nó ít mà chị. Chị Lan Phong ơi, tuần tới em sẽ bán cái đống kia của chị nhá. Em chưa bóc luôn, vẫn đang để trong thùng. 80.
Ôi con này chất đẹp lắm, cổ V nhá, mặc cực kỳ gọn, gọn người luôn. Chị nào cũng thôi này phí. Chất dày cực. Đây nhá, set back đen cũng 125.000 thôi. Đây này, cũng hai lớp nhá các chị nhá, cũng hàng hai lớp này. Màu đen rất là dễ mặc. Vừa đây chốt cho nhau màu đen. Hết màu đen bây giờ. Có một cái quần ở bên trong, quần eo từ 70 đến 75. Chất co giãn nhá, bộ màu đen này. Ok chưa? Đây, set này 125.000. Chị nào lấy set đen này comment là set 125. Vest đen cho em nhá. Con nâu này size S này, con này chất cũng đẹp, 90.000 thôi. Cổ lông Phương Chuôn lấy vest đen này, vest đen còn 3 set, 4 set là hết này. Phương Chuôn 1 này. Đây nhá, con này 90.000, hết hồng rồi chị ơi. Ở đây thì bao nhiêu hồng không tìm cái đen, bởi khách cho đen quá nhiều luôn. Xem nó có lẫn ở đâu không. Chị Yến Nhi Trần lấy một set đen 125.000 đúng không ạ? Yến Nhi Trần lấy một set vest đen 125 đúng không? Xem số điện thoại nhá. Hana Kim lấy đen này, ok để số này. Con em không biết ạ. Eo con set vest này 55 cân đổ về. Eo trên nhá, bởi vì là cái quần này, cái quần các chị mặc nó sẽ vào cái eo trên, không phải eo dưới đâu ạ. Eo trên khoảng 70-75 là vừa. Chất co giãn nhá, em đo. Đây, nó tầm hơn hai găng tay của em. Đây này, set là bao gồm một quần, một áo vest nhá. Áo vest hàng hai lớp, còn đúng một set thôi. Set vest đen này còn đúng một set này. Đây. Len nâu này có ai lấy không ạ? Tay pha gen nhá. Đây các chị ơi, chất này, chất đẹp dã man luôn. Em xả cái này có 90.000 thôi. Ai lấy comment 90k. Bình thường cái len này là 140 nhá. Ôi con len rách rách này. Chị bạn nào ở đây kiểu cá tính minh bẹp này. Chị Đặng Tâm Quỳnh Trang sau. Ok bạn ơi, bạn ý, bạn nào bảo là có hồng thì bạn lấy luôn này. Hồng hết rồi. Trừ khi khách ao đây. Cái len nó xẻ vạt này nhá, xinh cực kỳ luôn. Kiểu cổ rách rách như này nhá. Chị nào mà thích mặc kiểu phong cách này, năm ngoái em có một cái y hệt này. Chị nào lấy áo này em để 100.000. 100.000 nhá. Chất len này 100k. Ai lấy comment là 100k nhá. Xinh lắm luôn. Đang mặc một cái bi này không hợp thôi. Kiểu nó kiểu nghịch nghịch chất chất ý. Chị mặc đẹp quá, chị mặc cái chân váy kiểu như nhung như vừa. Nhìn chất hơi đái luôn. Đây có len của con này nhá, này chất len này. Trang cổ của đâu rồi đấy? Hoặc len này chị nào lấy này. Hoặc len tiêu chất cực kỳ dày nhá. Hàng dày dặn luôn này, 110.000. Trả nốt cho hết đi. 110.000 nhá. 110.000 rồi, ok. Tiếp một con váy len hồng. Thu lấy lại cho chị cái váy len hồng kia với chị. Thu lấy cho chị hết rồi này. Em chuẩn bị nghỉ mà. Một con khoác len hồng tiếp này. 110.000 con này không ai chốt á. Set đen nó bằng set hồng em, nó chỉ khác màu thôi khổ. Con khoác hồng này chất len ép này bình thường là 180-190 nhá. Hôm nay xả cả 120.000. Xả cả 120.000 này. Sao khúc không bấm được nhỉ? Chắc lắm.
về các chị phải thay bớt cái thay mất hai cái khuy. Bởi vì anh thấy cái khuy này chắc nó không bấm được. Thế thì sale còn 110.000 cho chị nào lấy luôn nhá. Chất len em 110.000 này. Quỳnh Trang chốt khoác len 101 này. Chất len em nhá. Cái váy mình mặc ai mà muốn mua hộ mình sẽ mua hộ là 490.000. Free ship 490.000. Cái váy giống em mặc là 490 nhá. Đây là mua hộ thôi. Đây nhá, con khoác len này này, ai lấy em để 110.000, em nói thật chất dày lắm các chị ơi. Dày dã man luôn. Dày dã man luôn nhá. Phải thay mỗi một cái khuy thôi. Con váy len đuôi cá này xinh chưa? Mỗi tội là cái dưới đuôi cá nó hơi bị sần. Các chị về phải cắt lông. Phải cắt lông nhá, xả luôn con này còn 110.000. Xả luôn còn 110.000 váy đuôi cá cái này từ 1m6 trở lên. Đây. 110.000 con váy len này nhá. Ai lấy comment váy len? Ơ cái bạn kia chưa để số à? Quỳnh Trang lên chưa? Có đâu rồi á? Váy len 110.000 này. Đẹp lắm luôn, với cả cái đuôi cá là phía dưới chân trái để ý hay chị để chị mặc. Chị Tố Loan. Mình bẹp sau à? Một con áo này. Tay len nhá, như này nhá. Tay len bó như này nhá, màu ghi 90 cành. Bên trong lót bông. Bên trong lót bông. Mà thôi ai lấy để 80.000 luôn này. Kiểu bom bom ấy, 80.000. 80.000. 80.000 nhá. Len cổ lọ màu xanh. Đây nhá. Con này em xả luôn với giá 99.000 này. Cổ lọ nhá. Màu này mặc trắng cực kỳ luôn, nó là không phải là màu xanh kiểu nõn chuối nhá. Mọi người ăn trước nhá, khoảng 15 phút nữa vợ xong nhá chồng nhá. 15 phút. Đây. 99.000 con này đẹp lắm luôn này. Ê ôi chẳng hiểu sao hôm nay sale cái gì cũng rẻ nhưng các chị thấy rẻ quá thành ra lại sợ là vớ vẩn. Chị thấy luôn ấy, rẻ lắm rồi, cũng rẻ hơn nữa. Con lên này bị sao không? Không muốn. Em này xả 70k dáng váy màu hồng. 70k dáng váy màu hồng nhá. Này, xả gọn rộng một bầu trời đấy. 70k màu hồng. Lọ 99 Kiều Anh. Hôm nay không phải là ấy đâu, toàn là hàng khách ao ấy, mang ra xả thôi, 70k màu hồng. Chị nhá. Nó lẫn đi chẳng biết còn không. Khách ao ra thì cứ vứt một đống ở đấy. Ui con len đen cổ V này quá đẹp luôn này, chị nào ao của em đấy mới đi. Đây. Này. Con cổ V màu đen này tuyệt vời luôn, bình thường bán 150, chị nào lấy để 120 thôi. Thôi 101 luôn đi cho nhanh này. Cổ V màu đen nhá. Đây. 110.000. 110.000 nhá. Các bạn ấy cứ chốt tranh xong rồi hao chứ. 110.000. Ai lấy 110k, comment 110k nhá. Len vàng trơn. Chất cực kỳ ok luôn, 50.000 luôn này. Len vàng trơn, đây là hàng len mỏng nhá. Nhưng mà không phải là mỏng bị lộ đâu nhá, đây 50k. Chị Nguyễn Hà chốt 110 có đơn rồi đấy. Hình như vừa lấy 2 xếp đấy. Đúng không? Xem đúng chị đấy không? 50.000. 50.000 màu vàng. Len mỏng thì nó rẻ hơn ấy. Các chị ơi, con váy len body màu đen này thì chất quá đẹp luôn này. Nhưng mà về các chị chịu khó giặt qua nhá. Bởi vì là em để đồ nó bị dính cái, cho nó bị dính bụi, nhưng mà thứ ra phẩy này cũng hết rồi. Nhá mọi người nhá, bình thường cái váy này các chị đi mua ở ngoài thề không có giá dưới 250.000, chất cực kỳ dày. Chị áo lấy em cũng xả lỗ 110.000 luôn. Ai lấy comment váy len 110k. Riêng váy len cổ 3 phân màu đen
mà hơi bo bo, không ai không thể có trong tủ được. Cái này bởi vì cái này mặc đơn giản, mặc một mình cái này. Khoác áo dạ chứ chị hay mặc cái này này. Chị đi bốt đến tầm này, không khoác áo dạ được. Hôm nay chịu. Bốt vùng gì chân thì to. 110.000 nhá, con này đẹp lắm. Minh bẹp, Minh bẹp. Minh bẹp lấy con đấy hay lấy con trước đấy nhỉ? Nhìn comment chị với, không chị đọc thì nhầm ấy. Len đen trơn cổ V mỏng này chất đẹp luôn nhá, len mềm 50.000. Ai lấy len đen 50k comment, con này thì cũng không để thiếu này. Nó là kiểu len mỏng mỏng này, mặc lót bên trong. Nhưng mà nó không phải mỏng tèo đâu, đây. Đây nhá, của banh ra không hề lộ luôn này, chất cực kỳ đẹp luôn. 50k cái váy body đúng không Minh Bẹp ơi? Ôi con này đẹp quá mà bị nhăn. Hả? Đuôi cá đây. 95.000 nhá, bị nhăn 95.000 này. 95.000. 50k chị Lam Phong, 50k đen dễ mặc. 95.000 con tím khoai môn này nhá. Ở đây mặt trước này. Chất len này, đấy, đanh cực kỳ luôn. Đấy là quay sáng lên cho mọi người xem mà không hề bị xù nhá. Đây, 95.000. 95.000. Chị Lam phong luôn. Một con này nhá. Có nhiều chị đơn len một cái không? Mấy chị không vào xem để gửi hàng đi, không tí lại hủy nhở? Mệt phải. Chẳng hết là hủy luôn ra bán. Ôi nó hơi bẩn đây rồi, không nhìn thấy nên mặc vào này. Cái file ấy thì không giặt này. Trừ khi là bạn nào mặc đảo đầu. Vì chị đang mặc ngược mà. Để khoác áo dạ ấy nhở. Con này chất len đẹp lắm này. Chị nào mà muốn lấy con len này để khoác áo dạ hay cho được mình để lại chụp ảnh đi. Nó đã thiếu áo mặc bên trong chụp ảnh áo dạ, để lại nó chụp ảnh. Con len pha hồng này, hồng pha ghi này, 90 cành này, 90.000 nhá, 90 cành quá rẻ luôn, 90.000 chất đẹp nhá, không phải hàng chất xấu đâu. Đây là xả bo, gọi là xả hết cái vía đi thôi. Cái này là ra đây em sửa hết lỗi rồi đúng không? Ra. Con khoác này nha, nó hơi bị lỗ ở đâu đấy. Đây này, thực ra là nó là không phải sửa đâu. Nó bị mấy cái lỗ kiểu như này này. Nhưng em thề với các chị luôn, khi mặc lên người không cần nhìn thấy luôn. Chủ ghi là soi kỹ lắm ấy thì mới thấy. Nên chị nào lấy sẽ để 50.000 luôn, mặc không lộ, em khẳng định luôn. Vì chất len đẹp quá đấy, không lỡ bỏ ấy, các chị khoác thoải mái luôn, không ai nhìn thấy đâu. Nó không phải bị rách hẳn ra đâu, nó là bị kiểu hơi sức lên ấy. 50k cái gì đấy, chị Lam Phong cái gì đấy, 80-90. Chị Lam Phong lấy cái len hồng. Đây nhá, 50 cành con khoác len mà nó rõ ràng chất len ép luôn. Chính vì chất len ép nên kể có rách thì nó cũng không rách được, vì nó có hai lớp liền. Nó hai lớp liền. Cái đuôi cá chốt chưa, đuôi cá là gì nhỉ? Có một con khoác len đen đẹp này. 50k heo lùn VN, để số điện thoại cho em nhé chị ơi. Con khoác len đen này chất cực kỳ đẹp, chất cực kỳ đẹp nhá, 120.000. Đây là sale nhá. 120.000. 130 ấy, đẹp ra man. Đây nhá. Màu đẹp lắm. Xếp vest đen còn nhá, lương mi nhá. Cái áo này 120 này. Ai lấy comment là 120. Hoa chu đẹp đấy ông ơi. Chân váy len xòe. Chân váy len chấm gối nhá, dáng dài chấm gối này. Xả 99.000 cho chị nào lấy. Con này chất len dày, bình thường đi mua là 2,5 lít nhá. Xả 99.000 cho chị nào lấy này.
99 cành. Xả 99.000. Chị Phạm Hương ơi, chị sao mất rồi. 99.000 nhá, con này này, chấm gối các chị nhìn thấy không? Xinh lắm. Mà cái dáng nó là hơi chữ A ấy, xinh cực. Dễ mặc kiểu gì các chị cũng cần đấy luôn, dễ lắm. Bởi vì nó màu đen, dễ mix đồ, 99.000 nhá. Ai lấy comment chân váy len nó không phải hàng mỏng mỏng đâu ạ. Đây này. Sao còn dư lại toàn len đen thế nhỉ? Len dạng váy đây. Len đen dáng váy, ô cái chân váy không ai chốt. Trời ơi, tôi buồn quá mà. Chân váy rẻ như thế rồi, 99.000 chị Nguyễn Hà. Con váy len đen này, chị nào lấy em để 99.000 luôn. Váy len nhá, váy len trên gối, em 1m6. Em mặc trên gối khoảng 15 phân thì các chị thấp hơn em là mặc ô ok đấy ạ. Ai cũng cần, riêng váy len đen rẻ như thế này thì không tội gì không chốt. 99 cành, 99.000, ai lấy comment là váy len 99k. Nó còn có một cái điểm nhấn là nó có cái khuy ở đây này, xinh chưa? Đó, cái khuy ở đây này, cả hai bên luôn nhá. Đây này, 99.000. Chị Hoa Nguyễn ơi, nếu mà chị muốn mua, em mua cái váy chị đang, em đang mặc thì chị chuyển khoản cho em nhá, đây là mua hộ thôi ạ. Em sẽ chụp cả giá cho chị xem luôn, giá niêm yết của nó là 490 chứ sao, 490 hay 488 em không nhớ. Cái váy len này 99.000 nhá. Chị nhắn tin cho em, chuyển khoản cho em, chú em mua hộ thôi, lúc lấy về chị không lấy thì em về em chẳng mặc được. Áo nỉ hồng mắt còn, tinh dâu ơi. Phương ơi, Phương ra lọc có chị đi, chị bán cho nhanh. Đây lọc đi, lọc không có len mỏng đâu, bán len dày trước. Xếp vết đen đâu. Mi nhảy bên này ghi đi, lọc có chị bên này luôn. Con áo len crop top này xinh dã man luôn này. Áo len crop top có chữ màu đen, 99.000. Tinh dâu ơi, 89.000 nhá. Con này 99.000 này. 99.000, lọc hết cho chị len giày ra bán, ra bán chứ. 99.000 nhá. Quá rẻ luôn rồi, chốt nhanh cho em về ăn cơm cái. Đã bảo len hôm nay không còn lúc nào mà rẻ hơn nữa rồi. Mà toàn kiểu dễ mặc. Nó có hàng khóa ở sau nhá. Nó có khóa ở sau rồi. Mặc chân váy xòe cực kỳ ok luôn. Ai lấy comment 99k chữ nhá. Gần chị Lam Phong. Ôi, con hồng này cũng đẹp này. Con len hồng tăm này nhá, chị nào lấy em để 70.000, chị nào cũng cần. Mặc bên trong Kiều Anh lấy đen 99 đây. Chất này 70.000 riêng con này nhá. Chị nào thích màu này mặc trắng da cực kỳ. Mặc bên trong cho em, mặc với quần len ginh các thứ để khoác áo, mặc chân váy cũng hợp. Mặc chân váy xòe cũng hợp nhá. 70.000 chất đẹp lắm. Không như những hàng khác đâu. Chị Lam Phong 70. Váy len hồng chất len ép. Này mát xịn luôn. Chất len ép cho em nhá. Con, ôi đây là khoác len à? Khoác len hồng pha trắng. Khoác len hồng pha trắng chất len ép 120. Màu hồng pha trắng chất len ép cho em nha, 120.000, quá rẻ. Quá rẻ cho một cuộc tình. Ai lấy comment là khoác len. Ok, sờ tinh dâu lấy nỉ hồng mắt. Tôi giúp một cái hình nỉ hồng mắt cho bạn ấy. Xem một cái xong rồi nhá. Để giúp cái tập này nào. 120.000. Đấy, cái đấy đấy, chắc là mát. Dập nhầm ấy. Kiểu trong túi đấy. Ai lấy 120 để số nhá, đây là chất len ép nhá. 120 Kiều Anh. Con nỉ đen đúng không? Áo len đen trơn này, chất đẹp dã man luôn. 95.000, ai lấy comment AL95K. AL95K chị Quy Nguyên xong hết rồi. AL95 con này cũng được không? AL95K nhá, AL95K. Con màu này này các chị ơi nhìn nhá. Đây, cái vạt trước con này hơi bánh bèo nhá, vạt trước này. Cái vạt sau nó là cái kiểu bông bông như này nhá. Nói chung là sang form váy. Chất len cực kỳ đẹp, 80.000. Ai lấy comment là 80k. Cái gì đấy, úi chân váy. Hôm trước tôi đi tìm size gì xem mở.
Thôi rồi, hôm trước đi tìm, cô bảo hết đây, để đây, mai em bảo. Áo Lê Chí Lâm là con màu đen này, chất đẹp dã man. Ok Kiều Anh, ai lấy con len này không ạ? Len dòng váy. Màu, đây là con này cũng mặc lót bên trong này, 70.000. Ai lấy con len mận này, comment là AL70K. Các chị yên tâm đi, những cái màu này chỉ cần các chị biết các chị có hợp màu đấy không, mặc trắng ra không thôi. Ai cũng cần len trơn và không dày quá để mặc bên trong nhá. Em sale rẻ lắm rồi, 70k. Ok Kiều Anh. Len đỏ mận này, cổ lọ nhá, 70k. Hoa chu này, tay pha ren này, màu mận, cổ lọ nhá. Có hai cái túi, có hai cái túi chị nào không chốt này quá tiếc luôn, là 99.000. 99.000 cái gì không có len à? Váy len đuôi cá này, 99.000 nhá. Con này 99.000 này. Nó 2.000 nó còn chắc chục cái. Con này ai không chốt thì quá phí. 99k. Đây con len này. Ui con này bình thường phải 2 lít. Này dày lắm. Dày lắm. Quá dày luôn nhá. Quá dày luôn. Chị nào lấy con đầm này em để 130.000 thôi, sẽ xả nốt nhá. 130.000, ai chốt nhanh thì điều. Chị Lan Phong chốt 99. Là cái len đỏ đấy. Con này chất đẹp lắm, chị Lan Phong. Con này xả 130, chị nào lấy này. 130.000. Con này khoảng 53-54 cân đấy. 52-53-54 đây này. Chị gà chất vào co giãn ấy mà form nó form xuông, con này đẹp lắm. Bin bon ben. Chốt quá chuẩn luôn. Đáng luôn. Con váy len màu xanh xả 80.000, chất len đẹp. Các chị ơi, không phải là cứ chất xấu, không phải là cái giá 80.000 các thứ chất xấu đâu nhá, không phải đâu. Bởi vì có nhiều khi những cái về sau em sale rẻ cho mọi người gộp đơn ấy. 80.000, chất cực kỳ đẹp. 80.000. 80.000. 80. Quần này, quần len ống bom màu xanh. Quần len ống bom màu xanh, chị nào lấy em để 100.000. 100.000 nhá, quần này mặc ấm cực kỳ luôn này, nó lịt lên tận bụng luôn này. Bị giá ấy, nhưng mà thích được đấy, đẹp quá. Bị nhiều ấy, nhưng mà bị nhiều lắm em ơi. Nhiều lắm. 80k bin bon ben luôn này. Con quần này 100.000 nhá, ống bó như này nhá. 99.000 này. Chất len. Có túi đấy. Chất len cực kỳ dày luôn. Mà thôi chị nào lấy quần này em để 90.000 luôn cho hết này. Bỏ luôn. Ôi con len quá đẹp. Len xanh. Tay này. Tay pha sơ mi như này nhá. Cái này 140.000. Chị nào lấy thì lấy, không lấy thì em để lại thôi. Đây. Em chốt quần cho ai chốt nhỉ? Đây nhá, này. Tay pha sơ mi, áo này 90.000 nhá. Này, tay pha sơ mi 90.000. 55 cân thoải mái trang lê. Chốt quần cho ai đấy. Ai lấy quần 90 để số cho em Made in Korea này. Áo này 140.000 nhá. Ai lấy thì báo em. Đây, không lấy thì em treo lên chị để chụp ảnh. Đâu cái gì đấy. Ôi váy len đẹp đấy. Lẫn vào đây. Ôi váy len này, nó xẻ lên đây nhá. Các chị mặc một chân váy cho em bên trong nó xẻ này. Xẻ đến tận đây luôn. Trang Lê à? Hay ai? Trang Lê à? Trang Lê quần. Em lấy áo chị ơi, áo gì? Ôi. Em lấy 70k hồng Quỳnh Như. Cái này à? Cái này 70-80. Cái này hồng à? Hồng tím à? Đây có màu hồng à? Em lấy cái này à? Quỳnh Như ơi. Em lấy 2-3 cái vẫn ship 35.000 nhá. Thanh Loan lấy áo gì? Áo len 140 á. Nếu em lấy áo len, Trang Lê bảo gộp đôi buổi sáng gửi cho bạn luôn.
Em ơi, em mà mua bên cửa hàng không gộp bên này đâu nhá. Nếu em mua bên cửa hàng không gộp bên bên cơ sở đi hàng kia chị. Thanh Loan lại kéo lên 140 à? Kéo lên pha sơ mi này đúng không? Đây. Nếu đúng để số nhá, 140.000. Chất len ép. Ô chị vừa dỡ ô con váy len đẹp thế. Váy len này lại ra phải tầm 170-180 nữa. Chị nào lấy em để 150.000 này. Nó xẻ này mà cái vạt nó lệch lệch cơ. Các chị nhìn thấy cái vạt không? Đây này. Thề luôn không tiếc đâu, đẹp lắm. Này cái vạt lệch lệch này. 150.000 đây nhá. Đến đây các chị mặc cho em một cái chân váy bên trong, một quần legging cực kỳ đẹp, chất cực kỳ. Đi bốt. Đi bốt cổ thấp đi. Hoặc là mặc quần sóc da. Chất len thì tuyệt vời luôn, chất len sờ và sướng luôn nhá. Em mua cả hai bên. Thanh Loan để số em ơi. Ai lấy con này bớt còn một, còn một 140 này. Chị Áo tin em thề. Đẹp vãi trưởng, em mà không bầu là em lấy rồi. Cái áo này nhá, màu rất là lạ. Cô chị nhìn vào bóng đèn chói cả mắt. Bóng đèn ở dưới cái gương này kìa. Dưới xù ấy có đi không? Sẵn. Hả? Thanh Loan để số. Nếu mà 1m52 thì mặc qua gối ạ. 140 thi huynh gộp giày, ghi gộp giày chị mang giày rồi. Đây nhá, này, đằng sau xẻ này, con này đẹp này, con này cũng dày. Em này cũng dày luôn nhá, 120.000, màu này đẹp. 120.000 nhá, đây. 120.000. Ai lấy thì comment này, dày lắm. Nó hơi là lên kiểu lông lông ấy, nhưng mà dày. Thì tiêu hình chốt 140 kìa. 120.000. Mà cái con váy len kia nó không dày, không dày quá đâu, các chị Sài Gòn mặc thoải mái. Một trăm hai mươi k chị Yến Phạm chốt áo len 120 là con màu xanh ấy, con len à, con len màu hồng pha ghi xả 100.000, chất len dày nhá, đây chất len cực kỳ dày luôn, con len hồng pha ghi xả 100.000 size SM, ai lấy con men 100k dậy được, trong kia kìa Phương ơi, con nốt đi, bỏ 100k, ơ cái váy len bỏ rồi à? Thế nhỉ? Lấy bán rẻ rẻ bà nào về đi chụp ảnh nhiều, không phải váy đấy. Váy nâu nâu không? Đẹp rồi à? Chị nào lấy đi chụp ảnh ý, một lần thì được nhỉ? Rẻ vãi. Rẻ như là tiền thuê trang phục. 100k chị Lam Phong. Ôi con này trắng cũng đẹp đấy. Các chị ơi, con váy len này đẹp quá, nhưng mà cũng tội bị bẩn. Nhưng mà cái này chị nào mà lấy về đi chụp ảnh đúng một lần thôi thì được. Đây này, chất len đẹp dã man luôn, cả cái váy chất len cực kỳ đẹp. Chị nào lấy để 50.000 đây này. Nó bị bẩn ở đây này, không biết có về giặt được không, nhưng mà chắc chắn là nó mặc đi chụp ảnh. Cái này mới là mặt trước cái này. Thắt với em một cái đai nữa thì quá đẹp. Chị nào lấy em để 50.000 nhá, tiếc quá không bước đi được. Trời ơi, đẹp dã man luôn đây này, nó bị 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 vết cơ. Đây này, 50.000, nhưng mà chị nào em khẳng định lấy về chụp ảnh không nhìn thấy đâu. Nếu mà chỉ mặc đi chụp ảnh, sau đó thắt cho em cái đai vào đây. 50.000, quá đẹp luôn, mặc đi chụp ảnh một lần rẻ hơn cả tiền thuê trang phục. Anaha 50k. Anaha 50k nhá, con này này. 99.000, chất quá đẹp luôn. Chất mịn nhá, len mịn, 99.000. Lấy váy 50k để cho nhau chốt. Ý là cái váy đẹp vãi. 99.000, con này chất đẹp lắm luôn. Váy len được đấy. Không chứ cắt hết cái hạt đi. 99.000. 99k này. 99.000, cái váy này chất đẹp cơ. Con này chất đẹp này, con này chất cũng đẹp lắm luôn này các chị ơi. Màu này không hề khó mặc nhá, đừng nghĩ khó mặc, mặc sáng ra cực kỳ luôn. Ai cái váy len màu ghi này, váy len màu ghi xả 90.000, 99k. Chị Quách Dương để số cho em mới. Quách Dương một đơn cho chị Quách Dương để số cho em với chị ơi. Đây nhá, 90, ôi chất đẹp lắm luôn.
90, không chốt con này quá tiếc này. 90, con này đẹp. Cổ 3 phân. Nói chung là hôm nay em sale lên thì toàn là mẫu len dễ mặc thôi. Ôi, quần màu đen à. Quần màu đen này. Nhưng mà quần này chỉ tầm qua gối một xíu thôi nhá. Này. Chất len quần này xả 80.000. Chất len dày nhá, xả 80.000 này. Chị Quách Dương để số. Đầm em mặc không bán á, em có mua hộ các chị thôi. Em mới mua hôm qua hôm kia ấy. Đây. Hôm nay làm gì ấy? Giặt. Quần 80 canh. Quần 80 ghi đâu cho Quách Dương đi. Cái len xanh nhớ, len xanh chất mịn đi. Khoác len màu này nhá, chất dày cực kỳ, xả 70.000 này. Hôm nay đấy, đi dọn nó vệ sinh. Xả bẩn, ôi bẩn rồi. Đi ạ, à, em ơi. Con này bỏ nhá. Này. Con len lâu váy này. Cái này sao Đan ơi? Cái này khác nhau hay sao? Con này này. Mới bán hôm trước mà. Ao. Không ao của nó vứt vào đây. Lỗi lầm vứt hết. Con này nhá. Con váy len nâu này. Chị nào lấy em để 150.000. 150.000 này, váy len màu nâu. Ok chị Y Bình Phạm ơi, đầm em mặc là 490.000 nhá. Nếu mà chị chắc chắn thì em mua. Không biết là còn không đấy, không biết. Chị giờ lại phải ghi. Ô chị chốt con này đi, có 90.000 thôi, chất đẹp mà. 90.000 thôi, chất đẹp lắm. Đây. Chất len đây nhá. 90.000. Hoa chu chốt 150. 90.000 này. Con này 90.000 nhá. Ô, con này, con yếm xanh này cũng đẹp nhỉ. Yếm len màu xanh. Mà chị là cái này chị là phải cao nhá. Cao cho em khoảng 1m6 đổ lên mới mặc được. Con yếm len màu xanh này xả. Xả 120.000, chất len em chất bản 250. Xả 120.000. Cái này chị là từ 1m6 trở lên mặc đẹp nhá. Yếm len màu xanh. Các chị mặc độ đây này, yếm len màu xanh nhá. Chị gì nhỉ, Quỳnh Trang à? Quỳnh Trang lấy cái váy ghi đi, đẹp mà, có 90.000, không bao giờ mua được đâu, dài đâu. Đây nhá. Váy chốt cái yếm len này không ạ, đẹp lắm. Thật luôn, nếu mà các chị sở ở ngoài không bao giờ bảo 120, ít phải bảo 350. Chất này dày lắm, len ép nhá. Váy ghi 90k, Quỳnh Trang có đơn chưa? Quỳnh Trang này. Yếm len xanh nếu mà yếm 120 chị Y Bình Phạm này. Ờ, hơi sần quá. Khoác len xanh con này chất cũng đẹp. Khoác len xanh chất cũng siêu đẹp luôn này. 100.000. Hả? Ừ. À. Khoác len xanh nhá. Chị nào lấy em để 90.000. Nó hơi bị một tí ở ngực cái sần thôi. Nhưng mà giật ra hết rồi. Em giật ra hết rồi nhá, không bị đâu. Chị nào lấy để 90.000, chất len mịn này. Len mịn 90.000, khoa len 90.000. Khoa len 90.000 nhá. 90 chị Y Bình Phạm này, em cam kết chất đẹp luôn này. Y Bình Phạm dùng vào cái này đi. Cái này lỗi mà em đây này. Váy len màu đỏ mận này. Váy len màu đỏ mận xả 90.000 luôn. Màu mận xả 90.000. 90.000 ạ. Váy len màu mận xả 90.000. Ôi giận vòng bầu trời. Ô xét này. À váy Quảng Châu. Vừa chứ. Xả 90.000 nhá. Váy len màu mận. Chất len này. Chất len đây. Y Bình Phạm luôn. Váy sao? Váy Quảng Châu này. Cái này bình thường các chị biết thừa là bán 180 rồi đấy ạ. Còn một cái em giả nốt nhá, chị nào lấy em để giá là 80.000, hàng Quảng Châu. Ai lấy comment là V80K xả lỗ luôn. Này chắc chắn bị khách ao này. V80K nhá, cái này cho cùng một túi đi này em này.
đôi. Váy len hồng cổ pha ren. Chói nhỉ. Váy Quảng Châu chị Y Bình Phạm luôn này. Đó. Này. Cái tay này nhá, bị rách giật ra luôn đi. Tay này bỏ phần ren luôn nhá các chị nhá. Đó, cái váy cái tay em bỏ phần ren luôn, chất lên cực kỳ đẹp. Chị nào lấy váy này em để 70.000. 70k nhá. Sao? 70.000 mà thích thì 60.000 luôn, em ghét màu hồng lắm. 60.000 váy len 60k. Váy len 60k. Ok, con cần lâu rồi đẹp ý. Thủng. Đúng không? Sửa được không? Đẹp rồi. 70k nhá, ai lấy comment váy len 70k. Hả? Váy hồng 70 chị Y Bình Phạm này. Lấy chị 60 thôi cũng được, 60 thôi, bỏ lốt nốt tay ren đi nhá. Con khoác len màu xanh này. Khoác len màu xanh xả cũng 60.000. Ai lấy con mẹ, ui, sai. Sai. Này. Con khoác gấu đi bị làm sao? Không, không có thì mới hủy chứ. Không có, chị nhớ. Đan ơi, khoác len gấu. Đan ơi, khoác len gấu. Nó bị sao nhỉ? Ừ, hàng lưu bị lớn em ơi. Nó là trong cái túi hàng Việt Nam xuất khẩu của sau em ấy. Em cho vào túi đi, túi hàng lưu nữa. Con khoác len này em xả 95.000, à 99.000 quên. Khoác len này xả nhá, thôi rồi 95.000 luôn. Chị nào lấy này màu tiêu. Con này hiểm sao nhỉ? Nó đi ra trái ở nó đi về. Con khoác len này xả 95.000. Váy nâu pha ghi. Ai chốt rồi. Khoác len gấu chị lấy à chị? Nghe không biết nó có lỗi ở đâu không. Thôi cứ lấy chị 70.000 thôi nhá. Em lấy chị 70.000 thôi, chất len thì rất là dày. Không biết có lỗi ở đâu không. Chắc không đâu. Hiện tại chả thấy gì, mặc len thì cũng chả thấy gì. 70k nhá chị nhá. Quách Dương lấy 95.000 này, khoác len này. Đây. Ok chị Quách Dương. Đây này. Hiện tại mặc lên thì không thấy gì, cứ lấy chị 70.000. Ok chị Y Bình Phạm này. Vào một lúc mà mua. Nhanh cứ vèo vèo. Con váy len này nhá, con váy len chị áo lấy em để nốt 90.000 này. Váy len 90.000 nhá, ai cũng cần. Chất cực kỳ đẹp này, nó có cái khuy này. 90.000. 90k. 90k con váy len đen trơn. Ai lấy comment là đen. Comment là đen, đen trơn giùm em. Cái con mà túi ren ren này nhá, chị nào lấy để em để 100.000 luôn, lấy nốt cho em cho nhanh. Len ép 100.000 váy len. 100.000. Váy này 100.000 này. Đấy đến giờ này các chị mới rảnh. Em ơi em xem cho chị. Đây nhá, con váy này 100. Váy đen trơn để riêng đi không nhầm ấy. Cẩn thận, cẩn thận. Cái này các bạn bán luôn. Bán rồi đấy, 90.000 đang bán sale. Rẻ như cho. 90.000 chị Trịnh Hồng nhá. Chị Trịnh Hồng em ơi đây đây. Không nhầm. Ô cái con xanh 100.000 không ai chốt đâu. Mai trưởng. Con lên hồng rồi nhá. Len hồng 60 cành, len hồng trơn, len mỏng nhá, 60.000. 60.000. Phương Phương cho chị giống len ra đây đấy. Áo len màu hồng hoa này. Màu hồng hoa 80.000. Màu hồng hoa 80 cành nhá, xả nốt nhá. Màu hồng hoa 80.000 này. Hồng hoa 80.000. Con lấy size ML ấy. Tiếp một con khoác len màu ghi dáng dài. Khoác len màu ghi dáng dài. Huỳnh Nhi lấy 60k. Nó con màu hồng nhạt ấy. Con khoác len dáng dài này 70. À 80 chứ quên. 80.000 mà thôi. 80.000 nhá. Chị đã lấy em để 70 luôn này. Khoác len 70.
80k của Renny Đỗ là cái màu hồng dày ý, màu hồng hoa. Thế đi bẩn không? Em nhìn cái việc bẩn không? Nhìn nhìn kiểm lỗ cái đấy luôn đi. Hủy thì hủy luôn. Khoác len 70 cành. Ghi dài chị Trần Hạnh có đơn rồi. 70.000 cũng đơn là chị. Ôi còn chất len ép nhá. Chất len ép. Dáng áo này. Dáng áo chị áo lấy để 99.000 nhá. Này. Có hai cái túi hai bên. Dáng áo nhá, 99.000 chất len ép. 99.000. Trần Hạnh có đơn rồi mà. Trần Hạnh có đơn rồi mà. Mới mới gần đây chị mua cái gì ấy? Chị Trần Hạnh ơi, chị có đơn chưa ạ? Chị nhớ chị Trần Hạnh chốt cái gì rồi mà. Áo này 99.000 chất len ép nhá. Kiểm tra cái áo hoa của Renny Đỗ 80.000 xem có bị lỗi gì không kìa, nhanh lên. Chị Trần Hạnh chưa có đâu nữa. Con len này chất len mịn này. Có nhá. Renny Đỗ có cái áo len 80.000 nhá. Nó không bị sao đâu. Đây nhá, cái con len em đang mặc này. Cũng xả luôn 80 cành cho chị nào lấy. Xả luôn 80.000 nhá, chất len cực kỳ mịn luôn. Ôi, bị một cái chấm ở đây nên xả còn 60.000 chị nào lấy này. Không lộ đâu ạ, 60.000. Trần Hạnh bảo Trần Hạnh có điểm len nhưng mà không được. Không để số thì có ấy. 60.000, không bị lộ đâu một tí. Ok Trần Hạnh luôn này, 60 này. Con khoác len đỏ này nhá, bình thường em bán là chị nào mà tin em chỗ này bình thường em bán 250 đấy, dày lắm luôn. Hôm nay xả còn 170.000 cho chị nào lấy. Xả còn 170.000 cho chị nào lấy chất len ép nhá. Xả còn 170.000 cho chị nào lấy. Đây là bị khách ao thôi. Ơ kéo lên thì 9.000 kia chưa chốt à. Kéo lên đỏ đỏ kìa. Áo 99 chị Y Bình Phạm ấy. Áo kẻ đỏ đỏ đấy, chất len ép đi. Nét nhầm đấy. Không ai mua con này gì. Ok em để lại luôn. Con này vẫn em để cửa hàng, em bán 250 bình thường. Em ơi này, treo gọn lên nó bụi rồi. Len dày dã ma luôn, tiền nào của đấy thôi các chị ơi. Em đã nói là bình thường bán 250 thì các chị biết là nhà em mà để đạt đến mức 250 chắc nó phải đẹp như nào đấy. Khoác len màu xanh. Xả con này 70.000 này. Em chào chị Lộc Lam. Xả con này 70.000 chị Bình Phạm sau đấy ạ. Màu xanh chuối nhá. Xả 70.000. 70.000 này. Chị bảo đẩy vào đây cho chị rồi chúng mày cứ. Con kiểu dạng gần giống chất nỉ như này nhá. 70.000 chị Bình Phạm. Ô, đừng có lấy vào điện thoại chị. Em này cũng 70.000 này, bên trong lót bông. Bên trong lót bông nhá, ở tay là pha len. 70.000 ở tay pha len này. 70.000 ghi 70. Ai lấy ghi 70 comment là ghi 70 giùm em. Khoác len màu tím khoai môn 80.000 này. Khoác len màu tím khoai môn xả 80.000. Chị đã lấy comment là khoác len 80. Xanh 70 chị Bình Phạm ạ. Khoác len 80 này, màu tím khoai môn. Chắc đây nhá. Mấy con này có bị bẩn không? Không đúng không?
Nó là màu hồng. Len tím của Trần Hạnh. Con khoác len hồng rồi nhá. Chị nào lấy em cũng để 8. Ôi bẩn rồi. Bẩn mất tay rồi, xíu quá. Tay giặt chắc không ra đâu. Này bẩn mất đây. Một vết. Cả cái áo chả bị sao. Cái này lỗi nhá. Con tím khoai, tím khoai môn tiếp phải xả 70.000 này. Tím khoai môn cổ lọ nhá, 70.000. Chất cực kỳ đẹp, 70.000. Cái hồng với lỗ không ơi? 70.000. Tím chị trước không? Có thấy comment hình vào nhỉ? 70. Len mỏng cổ V này. Len mỏng cổ V 50.000. Năm ngoái mua chị cáo dạ đỏ có 250k, đi đâu ai cũng hỏi, tưởng mua mấy triệu. Con này không ai chốt bỏ qua nhá. Ơi, con len vì sao? Con len mỏng màu trắng này. Con len mỏng màu trắng 50.000. 50.000. Huỳnh Nhi lấy 50k này. Ai lấy khoác len trắng comment khoác len trắng 50 nhá. Khoác len trắng 50. Len trắng size M nhá, SM đều vừa. Len khoác Uniqlo size M. Nếu mà chị lấy thế bạn bắt chị ở thanh toán cả cước hoàn. 50 trắng của Linh Chi để số. Tất cả bây giờ phải xem là chị lấy cái nào chứ. Mà mệt mấy bà ấy thế. Lần sau không chắc lấy thì bắt người ta ship phải làm cái gì. Con này Uniqlo size M nhá. Phải chịu cả phí ship đi và phí hoàn. Phí ship đi là 35.000 đúng không? Thì phí hoàn lấy chị 15.000 cũng được. Đây nhá, chất cực kỳ đẹp. Em check inbox của chị đi, đưa mở điện thoại cho chị xem nào. Áo Uniqlo size M. Chị áo lấy em để 70.000. Nhưng vấn đề là chị lấy cái nào mới là vấn đề ấy chứ. Đấy. Em mở inbox đi sao chị cùng mày à? Mệt thế. Mở inbox đi nha em. 70.000 nhá. Ơ cái ấy đâu? Cái điện thoại chị đâu rồi? 70 hoa chu con Uniqlo đẹp quá. Con màu nâu này làm sao nhỉ? Đây à? Đan ơi có móc được cái này không Đan? Không còn gì. À đây. Còn cái váy len đỏ cực kỳ đẹp, xả nốt 110.000 này. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Xả còn 110.000 thôi. Em check inbox đi chị xem nào. Mày đưa cái iPad của mày đây xem nào. Mi nào. 110.000. Cái gì đấy? Bây giờ bà lấy cái gì? 2 khuy và 4 và 4 khuy. Bây giờ bà lấy cái gì? Em gọi đi. Lên 110.000 nhá. Chị Y Bình Phạm này. Vest đen còn một set này. Con khoác len hồng này em xả nốt 100.000. Chị nào về thay khuy cho em nhá. Con này sao?
Bây giờ bảo chị thanh toán 39 cộng 4 cộng 45.000. Cộng luôn cho anh đi. Là 39 cộng 45 là 435. Ui giời. 435.000. Đây nhá. Cái áo mình em đang mặc nhá. 100k đây là giá sale khóa là lỗ rồi. Chất len dày cực kỳ luôn. Chị nào tin em thế là nó cài được một quy. Nó là quy bấm mà. Về thay dễ ợt mà thậm chí là chị nào không thích cài thì không cần thay đâu. 100.000 nhá. Màu ở ngoài đẹp hơn trong cam nhiều. Mà chắc có dày lắm ý. Lắm luôn. Hồng 100 phương nguyên. Xếp vét đen đây em ơi. Đây nhá. Vét đen còn 1. Ô, cho chị xem, cho chị cái quần nào. Xong rồi Nhi ơi, tí em lên kiểm tra xem anh ấy thu đúng tiền cho mình không nhá. Cái quần nó đâu nhỉ? 435 đúng không? Em nhắn lại tin cho anh một tin cho chắc, bảo anh là thu 435.000. Cái quần đen đó. Với cái quần, cái vét đấy đấy. Đây nha, set vest này còn đúng một set là 125.000 này. Chất co giãn nhá. Chất co giãn này 125.000. Set vest này còn đúng một set màu đen. 125.000 nhá. Nốt một set xả nốt thôi, không có giá ấy đâu. Em ơi, chị sale rồi, chị không mặc thử. Em lấy thì lấy, không lấy thì thôi nhá. Không xem em các live stream trước, nhân viên của chị mặc rồi. Con len xanh mi này, xanh mi này xả 70. Vét 125 chị Y Bình Phạm, ok chị Y Bình Phạm này. 70.000 cái set vét này chất cực kỳ đẹp luôn. 70.000 này. Y Bình Phạm tiếng hồ được một đơn đâu, được cái nào. Được ấy, nhưng mà của chị Y lên gặp được mà. 10 gái á, nó phải chia hai đơn. Đã bán sale thì không phải chia hai đơn đâu. Bán sale là phải chịu ship mà bán sale nó không lãi một đồng nào được. Xét vét em hết rồi. Hết sạch tính xanh rồi đấy. Len họa tiết 50. Ai lấy comment 50k. Hết rồi đấy, nghỉ đi. Hết len, để bán rồi. Khoác len hồng nhá. Khoác len hồng. Khoác len hồng này 70.000. 70.000 nhá. Khoác len hồng vỏ đỗ 70.000 chất đây. Chị Hiên Đô lấy 70k. Con khoác len hồng này cũng 70.000. Chị Hiên Đô lấy con áo len xanh này. Len hồng 70, khoác len hồng 70. Linh Chi 70 gộp đơn. Sao lại sót một cái áo này? Áo này 49.000 này, còn một cái này. Áo 49.000 có ai nhớ không ạ? Chất đẹp cực kỳ. Áo này còn sót một cái xả 49.000 này. 49k nhá. Ai lấy comment là 49k không chứ? Ai chưa chốt được thì bây giờ chốt này. Một cái duy nhất. 49k. Em có một con khoác len đỏ cực kỳ dày, nhưng mà size to lắm, phải chị nào người to mới mặc được. Chị nào lấy em để 90.000 luôn nhá. 90.000 luôn. Con này em sale thấy là lỗ rồi. Màu đỏ. Đỏ pha hồng một tí. Đây. To lắm, con này phải size L, XXL. 90.000 thôi, ai lấy comment là 90k giùm em. Chị Hiên Đô ơi, không gộp được hồi tối đâu nhá chị nhá. Em chỉ giữ đâu cho chị thôi, bởi vì tối hôm qua là quay bên ao sen. Ai lấy 49k comment chữ gộp đơn cho em với. Ai có đơn giữ comment gộp nhá, chị Thanh cho 49k đã có đơn cho. 49 đấy, kéo đen đấy. Chị áo lấy cái khoác len màu đỏ em mặc thì em để 90.000 nhá, chất dày lắm luôn này. Con nỉ đen này, nỉ đen mũ. Nỉ đen mũ nhá, xả cho các chị vẫn đang xem ở đây. Với giá là 55.000. Nỉ đen mũ em mặc thử này, 55.000 nhá. Hàng new nhá. Cái này còn 4-5 cái, xả lốt 55.000 này. Được không được, không được. Hết rồi này. 55.000. Có mũ này. Em quay mà. Hôm qua nhân viên em quay mà. Tối hôm qua hay là tối hôm kia chị? Tối hôm kia thì em quay. Tối hôm qua là nhân viên em quay đấy. Không phải em đâu, chị nhầm. 55k. Còn mấy cái? À, hôm qua chị có quay đâu. 55.000 một cái nhá. Này, túi tiếc đàng hoàng.
Thu Hằng 1 này, Thu Hằng có đơn chưa? Y Bình Phạm 1 ạ. Áo dạ, à vâng vâng, ok ok chị Hiên. Đô chị Y Bình Phạm một cái 55 này. Còn ai lấy áo 55 nghìn không ạ? Có thấy Quỳnh Tiêu. Em có một con này cũng hay này, xe S. Xe S chị nào lấy em để 60 nghìn nhá này. Tay pha bò nhá. Tay pha bò, ở phần thân là nhung. Chắc chưa gửi đâu. Chị nhưng mà bảo giữ thì chắc là vẫn chưa gửi đâu. Con áo này chị nào lấy em để 60 nghìn. 60 nghìn nhá, nó là bò pha nỉ. 60 nghìn con này bị khách ao. Theo hổ. Theo hình con hổ hay con gì này. Mà size S thôi nhá. Tức là ở phần thân. Đây là thân nó là ấy, xong rồi nó pha bò. 60 cân có vừa cái nỉ chị đang mặc không vừa ấy nhở. Chị mặc vẫn đang rộng mà. Vừa vừa. Phương Nguyên một cái. Quỳnh Thu có đơn cho em. Có lộ không? Quỳnh Thu có đơn chưa? Quỳnh Thu 60, Quỳnh Thu có đơn chưa? Còn ai lấy áo em mặc không ạ? Nếu mà Quỳnh Thu chưa có đơn thì chuyển sang gộp cho Thanh Loan nhá. Ưu tiên gộp đơn, nếu mà chị Quỳnh Thu chưa có đơn. Nếu mà chưa có đơn thì em thông cảm nhá, chị gộp với chị Thanh Loan. Lộn lại chị cả đi. Chị gộp với chị Thanh Loan nhá, ưu tiên chị nào gộp đơn ạ. Bởi vì những cái cuối này là để cho chị gộp đơn con đâu này. Nó bị lỗi một chỗ nhiều nhân viên. Nhưng mà bạn ấy sửa rồi. Ôi không lộ thật, đây. Bạn ấy sửa rồi mà không lộ một tí nào luôn. Bạn ấy sửa rồi nhá, không hề bị lỗi một lộ một tí nào luôn. Chị Bình Phạm lấy không, chốt ưu tiên luôn này. Hả? Đẹp đúng không? Hơi nhăn tí về giặt là được. Chị Bình Phạm có lấy không ạ? 90 cành. 90 nghìn. 90 nghìn, cái 60 nghìn em hết rồi. Chị có lấy cái này không? Vừa lên thấy chị chốt khoác len dài đúng không? Chị mà lấy em để 85 nghìn, nhanh cho em à. 85 nghìn nhá, ai lấy comment 85k. Dày cực kỳ luôn. Chị Bình Phạm phải chia hai đơn em ơi. Em. Nhưng mà hàng, nếu mà hàng sale không chịu xích kiểu chia 50-50 đâu. Thì có đơn 45 nghìn ý. Thì chịu báo các chị 30 nghìn một đơn. Còn nếu mà ship mà chỉ khoảng 30-35 nghìn thì mới là 25-25 nghìn. Hàng sale có lãi đâu. Ơ cái này có chị có lấy đâu. Chị đã chốt đâu đây. Ơ 85 nghìn không ai chốt ra. Vãi cả. Chưa. 85 nghìn con len đâu rồi nhá. Ui. Con này cũng đẹp luôn này. Con này chị nào lấy em để 130 nghìn nhá. Quá đẹp luôn. Con này mà các chị mặc đi bốt thì tuyệt vời. Bốt màu đen. Con này 130 nghìn. Đây nhá, cổ lọ này 130 nghìn nhá, con này mặc đi bốt đẹp luôn. 130 nghìn dày lắm. 130 nghìn. 130 nghìn. Không thôi, nếu mà hai đơn tôi cứ lấy 25 nghìn một đơn thôi mà. Mà chị sợ lắm, đơn ở ship đâu 50 nghìn thì nhìn vào 50 nghìn đấy. Thất bại của tao hóa. Con này là 130 nghìn, ô không ai chốt à? Để lại nhá. Chị Hồng gộp đơn, ok chị Trịnh Hồng. Cái khoác len này 85 nghìn nhá. Khoác len nâu này 85 nghìn. Ai lấy comment là 85k. 85k. Ok, cứ xem xích xong bảo chị nhá. Không trả những bao tiền. Cái khoác len đẹp thế này mà không ai chốt. Ôi rộng một bầu trời. Cả một đời thương nhớ. Ôi này con này tay nó phải dài đến tận. Tay dài nhỉ? Sao thế nhỉ? Con áo len này tay rất là dài, không hiểu vì sao. Chị áo lấy em để 50 nghìn nhá. 50 nghìn gộp đơn này. 50 nốt một cái, chất len còn mới tinh. Yên tâm. Len đen kẻ body. Len đen kẻ body 40 cành, Huỳnh Nhi lấy 50 này. 40 nghìn nhá này.
cho lên đây nhá, 40 cành. Con này body nhá. 40.000. Mấy con đấy em xả chơi vậy. Mắc lên. Con này bị sao không Đan? Không biết sao. Body. Hình nhi luôn. Ui, ai nhỉ? Đang định bảo cho bạn ấy nghỉ. Định bảo cho bạn ấy nghỉ, quên chưa kịp nhắn thì nó đến mất rồi. Mà sao 1 giờ nó đến, bình thường 2 giờ 30 đến mà. Ra xem ai đi. Đầy hôm toàn 2 giờ. Khoác lên 60. Khoác lên 60. 60 ok, chị Y Bình Phạm này, 60 này. Chị chia hai đơn rồi, to vãi. Đang định bảo cho bạn ấy nghỉ. À mà Phương đi bây giờ vào nhở. Thế thôi để chốt đơn cho nhanh. Áo len màu đen trơn nhá, con này cực kỳ đẹp luôn này, tay pha gen. Ở đây có nơ. Ở đây có nơ nhá, đây. Nơ này, tay pha gen này, 50.000. 50.000 nhá, con này cực kỳ đẹp. 50 cành ở đây. Các chị nhìn thấy không? Đó, nó là len. 50.000 thôi, chất len đẹp lắm. 50.000 nhá. 60 hết rồi, ok khoác len 85.000 không ai lấy á. Màu nâu. Nè. Đẹp vãi chưa? Xả nốt đi. Len body màu đỏ. Chất len đẹp dã man, còn len mới này. Nó có hai hàng quy nhá. Body 50.000. Chất len cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà người chị đẹp với mặc rồi nhá. 50. Con này 50.000. Ơi, áo lên khoảng 6 phẩm trâu rồi. Cả một đời thương nhớ. Cái gì đấy? Ồ, khoác len màu đen. Khoác len màu đen, chất len dày nhá. Con này bình thường 180, 190 luôn này. Hôm nay em sale còn 130. Phương ơi, chờ chị đi cùng luôn. Chị đỡ phải đi cùng mình. Đây, xong rồi. Con này chị áo lấy em để 130.000 nhá. Khoác len đen 130, 50 Phương Nguyên này. Lấy con đen, con đỏ kìa. Ừ, Phương Nguyên không giấu. Con này 130.000 nhá. Em ơi, Mi Mi ghi tặng là bạn lên kêu chị ấy. Hôm nay ngày bao nhiêu? 29 lên 130.000. Thanh 130. Chị Thanh 130 nhá. Đẹp lắm luôn chị ạ. À. Con này hơi trễ ngực. Thất thi. Hả? Mấy đứa mày không đi ăn uống gì à? Không mua đồ ăn à? Hả? Khoác len màu này nhá. 40 cành khoác len ấy ạ. Nốt một cái em giảm 40.000. Chúng mày không ăn luôn. Siêu quá. Ôi váy len màu đen. Phương kia bị bụi hết vào rồi này. Tâm Lan em tí em chấm bụi đi nhá. Nó bị bụi gì cho lên đẹp lắm. Nó bị dính bụi lên. Con này để lẫn đi. Con váy len này chị áo lấy em để 70.000 nhá. Bên này sẽ chấm bụi đi, các chị về giặt phát là hết mà. 70 nhá, váy len đen tay bo này. Đây. Tay bo như này nhá. 70. Ui giời ơi, đẹp dã man. Mà con kia nó không bới lên được. 70 nhá. Sao mình cơ nở hết nhỉ? Một đời thương nhớ. Xanh mờ. Hả? Đây. Quỳnh Nhi. Ok, con khoác lên vàng 50. Khoác lên vàng mỏng 50. Khoác lên vàng 50 nhá. Đây là bọc lên mỏng như này. Có một con nỉ đỏ bình thường em bán hơn 2 lít. Chị áo lấy em để 130.000. Nỉ đỏ này nhá. Hả? Lót bông nhá, 130.000. Đằng sau này 130. À mua 120 à, 120 quên. Chất đẹp lắm luôn, đây là em bán nốt thôi. Chứ cái nỉ của Nhung này đắt mà. 50 của Hoa Chu. Ô,
50 là gì đấy? Kho lên vàng, lấy hoa chu 40 thôi được. 40 đúng không? Huỳnh Nhi lấy 120k này. Huỳnh Nhi lấy 120.000. Một con váy len màu này nhá, xả nốt 70.000, à xả nốt 80.000 này. 70 thôi được, ok. Xả nốt 70.000, chị nào lấy nốt đi, nhanh nào. 70 nhá, VL70K. VL70K nốt này, váy len nhá. Em xả nốt cho nó rộng kho. Ui. Mi ơi, tí tổng cái đống chị vứt ngoài kia vào nhá. Cái váy số 12 nhá, bị bẩn đúng không? 70k của Anaha. Anaha có đơn chưa? Kéo len cổ này nhá, cổ họa tiết này. Áo đen bo tay. Áo len đen kiểu tay bo này nhá, đây nhá. Tay bo, chị nào lấy em để chị nào lấy em để 80.000 này. Anaha đây. Anaha váy đen 70 kìa. Anaha ơi, đưa. Cái chất nó hơi sần sần đó, nhưng mà mặc lên thì không lộ đâu, đây này. Đây là quay gần nhá, quay gần thôi. Chứ còn thực ra không lộ đâu. Lấy Anaha 60.000 thôi, nếu mà lấy thì ok giúp mình nhá, đây này. Nó không lộ đâu, nó chỉ là cái sần bé bé tí thôi, không lộ đâu. 60.000 Anaha mà lấy thì 60k. Con áo len này nhá, 80.000 cực kỳ đẹp luôn này. Áo len này bo này. Em ghi giá có đúng không? Trang lê gộp kéo đen ok này. 80 nhá. Chị nữa gộp hết cho chị cái đồ mùa hè này vào nhá. Để bán. Một con váy len màu đen ba lỗ nhá. Váy len màu đen ba lỗ, chị nào từ 1m6 trở lên mặc được vẻ mát này. Con này không dày quá đâu ạ. Không kiểu dày quá nhá. Nhưng cũng không mỏng để mà được mọi người mặc bị lộ nó y đâu nhá. Ok chưa ạ? Xả lốt con này em nghỉ này. Xả lốt con này nhá, 80. À 90 chứ quên. 90 nhá, xả lốt con này em nghỉ. À, thôi ai lấy để 80.000 lốt này. 3 lần 15 phút rồi đấy. 80 ok, xong nó con này nghỉ nhá, 80. Cả một đời. Ui, còn có con váy len. Rồi xả nốt đi không sao mất công. 80 minh bẹp. Ô này, cả một núi đây xả hết rồi đấy. Thật, này hết rồi, còn gì đâu. Cái váy len đuôi cả hôm trước là bán 190 bị khách ao nhá. Hôm nay ai lấy em để 160. Hôm nay ai lấy em để 160.000 này. Ở đằng sau có dây đan nhá, 160. Nó một cái này, đuôi cá rất là xinh. 160.000 chắc lên em nhá, 160. Em nghỉ thôi, về ăn cơm đây, chưa ăn cơm này. Cái áo này size S 70. Áo này size S 70.000 này. Mặc dù chất len rất là đẹp, em sale nhanh. 70, ai chốt nốt nhá, này. Size S thôi nhưng mà chất đẹp lắm, 70.000. Chất len cực kỳ đẹp, các chị cứ nhận hàng rồi feedback nhá. 70.000. Đinh Thu Thảo hay quen. À, mà để chị đi tìm đúng không? Ôi dồi ôi, hồng xuống đã có đơn đâu. Xong rồi treo cái váy len em đi nhá. Để cái này nó bụi hết vào đấy. Nhá. Rồi ok mọi người. Chị Hồng xuống ơi, nếu mà chị chắc chắn lấy thì để lại số điện thoại rồi hôm sau gộp thêm đơn. Một kéo lên là nhà em không ship đâu nhá. Rồi bye bye mọi người, bên em về nghỉ bây giờ nhá. Mọi người inbox thông tin này. Inbox thông tin cho bên em chốt hàng luôn nhá. Hôm nay đơn, ngày hôm nay chiều em chốt luôn nhá. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người theo dõi live stream. Bye.